MC Thanh Show Audio Chuyện Hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Bên dưới phần mô tả tim có để danh sách phát của bộ truyện cũng như các bộ truyện khác đang phát trên kênh, anh em kích vào để nghe trọn bộ nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Chí Tôn Thần Điện tập 32. Mọi người quan sát một hồi, liền rời đi Thiên Vân Tông, tiến về trước Huyễn Kiếm Tông. Huyễn Kiếm Tông thực lực, cùng Thiên Vân Tông không sai biệt lắm, cũng có một võ vương nhất trọng lão tổ tỏa chấn. Tình huống cũng cùng Thiên Vân Tông không sai biệt lắm. Tông môn cao thấp, võ tông đã ngoài, kể cả vị nào võ vương cảnh lão tổ, toàn bộ mất tích, liền thi thể đều không có tìm. Hiện trường lưu lại dấu vết, cũng cùng Thiên Vân Tông không sai biệt lắm. Từ Trọng Đằng nhân mày nhăn lại. Tình huống này, thật sự có chút quỷ dị. Đối phương, có lẽ có hai vị đã ngoài võ vương cường giả, chúng ta phải cẩn thận rồi. Từ Trọng trầm giọng nói, sau đó nhìn về phía gã đại hán đầu chọc. Hỏi, Uông huynh, các ngươi đã điều tra vài ngày, còn có phát hiện gì? Phát hiện, đương nhiên là có, hơn nữa chúng ta đã phỏng đoán ra đối phương kế tiếp muốn động thủ mục tiêu. Gã đại hán đầu chọc cười đắc ý. Cái gì, như vậy tốt quá. Từ Trọng, Hoàng Tĩnh Đằng nhân đại hỉ. Theo ta phỏng đoán, mấy ngày ở trong, đối phương mục tiêu kế tiếp hẳn là Hắc Sư Đường. Hắc Sư Đường, là nhất cái thực lực cùng Thiên Vân Tông, Huyễn Kiếm Tông không sai biệt lắm tông môn. Cũng chỉ có một võ vương nhất trọng cao thủ tỏa chấn, chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ, các loại đối phương động thủ, các loại đối phương đắc thủ về sau, chúng ta tại cùng đi theo, tìm đối phương hang ổ, đem bọn hắn tận diệt. Gã đại hán đầu chọc nói, Uông huynh thật sự là ý kiến hay, vậy thì làm như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát, tại Hắc Sư Đường chung quanh mai phục, chờ đợi đối phương mắc câu. Từ Trọng nói, lúc này, một chuyến 6 người, hướng về Hắc Sư Đường mà đi. Hắc Sư Đường, tại nhất đầu cực lớn sơn mạch bên trong, từ xa nhìn lại, sơn mạch tựa như một đầu hung mãnh sư tử mạnh mẽ. Sơn mạch bên trong, không ngừng có sư tiếng hô truyền ra, chấn động phạm vi hơn 10 dặm. 6 người tại Hắc Sư sơn mạch bên trong, tìm nhất cái ẩn nấp sơn cốc ẩn thân, im im lặng lặng đợi. Lục Minh khoanh chân ngồi trên nhất khỏa cực lớn tán cây bên trong, mượn nhờ cành lá, ẩn nấp thân hình, đồng thời thu liếm khí tức, như một đoạn khô mộc. Lục Minh lưu lại một tia tâm thần quan sát bốn phía, đại bộ phận tâm thần chìm vào đến trong thức hải, lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh. Hắn không dám quá mức tới gần này tôn lôi đỉnh, bởi vì càng là tới gần, tuy nhiên lôi chi ý cảnh càng cường, nhưng đã bị áp lực cũng càng lớn, phi thường nguy hiểm, làm không tốt, đến đánh tan tâm thần, lại để cho hắn hồn phi phách tán. Cứ như vậy, nhất thiên thời gian trôi qua rồi, không có động tĩnh. Đệ nhị thiên, cũng không có động tĩnh. Đệ nhị thiên, đêm khuya. Ô ô ô, đột nhiên, trong thiên địa nổi lên từng cơn gió lạnh, băng hàn rét thấu xương. Đến rồi, gã đại hán đầu chọc chỉ bầu trời, có chút hưng phấn đảo đương nhiên thanh âm áp vô cùng thấp, chỉ có mấy người bọn họ năng nghe được. Mọi người ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Xa xa, nhất đoàn mây đen hướng về bên này bay tới, trong mây đen, có nhất đoàn bóng đen như ẩn như hiện. Trong mây đen là cái gì? Không giống như là bóng người. Hoàng Tĩnh nói. Này đoàn mây đen, tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt là đến Hắc Sư sơn mạch trên không. Vô thanh vô tức, nếu không có bọn hắn nguyên một đám tu vị cao thâm, đều phát hiện không được. Đến Hắc Sư sơn mạch trên không, mây đen rốt cục tản ra rồi, lộ ra bên trong vật dụng thực tế. Đây là... Mọi người đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong mây đen, hiển hiện mà ra đấy, lại là tam cố quan tài, ba bộ cực lớn vô cùng quan tài, mỗi một bộ quan tài, tối thiểu trường 100 mét, tối như mực đấy. Lơ lửng trên không trung, phi thường thấm ngươi. Vù. Tam cố quan tài vù một tiếng, hướng về Hắc Sư sơn mạch ở trong chỗ sâu phóng đi. Sau đó không lâu. Người nào? Hắc Sư sơn mạch bên trong, truyền ra một tiếng nổi giận tiếng hô, sau đó, một đầu như núi mạch nhất thật lớn Hắc Sư tử xuất hiện trên không trung. Nhưng sau một khắc, mấy cái tối như mực khóa sắt bay ra, xuyên thủng hư không, đem Hắc Sư tử quấn cuốn lấy, mấy cái bóng đen thoáng hiện mà ra. Nhưng sau một khắc, lại biến mất rồi. Oanh, oanh. Sơn mạch ở trong chỗ sâu, phát ra cực lớn tiếng hô, chỉnh đầu sơn mạch đều chấn động lên, tựa hồ có tuyệt thế cao thủ tại đại chiến. Nhưng thời gian không lâu, động tĩnh tự biến mất, chỉnh đầu sơn mạch đều yên lặng xuống dưới, mà ngay cả những cái chấm kia yêu thú tiếng hô đều biến mất. Vù, vù. Sau một khắc, ba bộ cực lớn quan tài phá không mà ra, bay ra Hắc Sư sơn mạch, hướng về phương Bắc bay đi. Mà lúc này, Hắc Sư sơn mạch bên trong, tài vang lên một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ tiếng ồn ào.
sư tổ không thấy rồi. Sư tôn, ta sư tôn cũng không thấy rồi. Lão tổ cùng ngươi phát sinh đại chiến, biến mất. Hắc sư sơn mạch bên trong, truyền ra trận trận kêu rên. Đi, chúng ta theo sau. Từ Trọng ánh mắt lóe lên, nhỏ giọng nói. Mọi người gật gật đầu, phóng lên trời, nhảy vào nhất đoàn trong mây mù, lấy đám mây che thân, hướng về kia tam cỗ quan tài đuổi theo. Một mực hướng bắc, phi hành ước chừng nhị 10 vạn dặm lộ trình, tiến vào đến một mảnh phi thường hoang vu trong núi lớn. Này phiến núi lớn, vô biên vô hạn, miều không có người ở, thậm chí liền yêu thú cũng không nhiều. Hơn nữa, càng hướng bên trong, càng là hoang vu, thậm chí là một mảnh tĩnh mịch rồi. Cả vùng đất, thời gian dần trôi qua lỏa lộ ra một ít bạch cốt. Thậm chí còn năng chứng kiến một ít tàn phá binh khí áo giáp. Tại đây, tại mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm trước, hẳn là một chỗ chiến trường, tràn đầy âm khí, sát khí. Gã đại hán đầu chọc cau mày nói. Phía trước, xuất hiện một tòa cánh đồng hoang vu lên, tràn ngập ám sương mù, ô ô cuồng gió thổi, thấm không người nào so. Hô, hô, tam cố quan tài, trực tiếp bay vào này tòa cánh đồng hoang vu, biến mất không thấy gì nữa. Mọi người trầm ngâm một chút, trực tiếp đuổi tới. Đi vào, mọi người tự giật nảy mình đánh lạnh run, bởi vì này tòa trong cánh đồng hoang vu phong quá lạnh lẽo rồi, lấy mọi người tu vị trong lúc nhất thời rõ ràng không có đứng vững, đính trụ. Mọi người thu liếm khí tức, nín thở ngưng thần, chân không chiếm đấy, trong cánh đồng hoang vu phi hành, ánh mắt đánh giá bốn phía. Các ngươi xem, thiệt nhiều quan tài. Hoàng Tĩnh đột nhiên thấp giọng kinh hô, thanh âm có chút run rẩy. Lục Minh đưa mắt chung quanh, chỉ thấy, trong cánh đồng hoang vu, sắp xếp đầy từng dãy quan tài, những, này quan tài, cùng bình thường lớn nhỏ không sai biệt lắm, đen kịt một mảnh, âm trầm khủng bố. Nhất mắt nhìn đi, không dưới mấy trăm dụng cụ. Mọi người sắc mặt có chút ngưng trọng, tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, tự đi về phía trước hơn 10 dặm đường. Trên đường đi, mọi người thấy đến quan tài, tối thiểu có mấy ngàn dụng cụ. Đây là cái gì địa phương quỷ quái, chẳng lẽ là nhất cái chôn cất trận? Hoàng Tĩnh sắc mặt có hơi trắng bệch, dù sao cũng là nữ tử, tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng đối với những vật này, dù sao phải sợ một ít. Đoán chừng, là nhất cái tu luyện tà môn võ công thế lực, lúc này chiếm giữ. Gã đại hán đầu chọc đảo. Mấy cái tông môn võ tông đã ngoài vũ giả, không sống hay chết, đều biến mất không thấy, cực kỳ quỷ dị, thiên huyền vực đông bộ, cũng không có nghe nói cái đó cái thế lực tu luyện, cần nhiều như vậy quan tài đấy. Từ Trọng nói, chẳng lẽ là... Lúc này, cái kia bạch phát lão giả sắc mặt đột nhiên biến đổi, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Tông huynh, ngươi nghĩ tới điều gì? Từ Trọng liền vội hỏi. Thiên Thi Tông. Bạch phát lão giả trầm ngâm nửa ngày, phi thường ngưng trọng nhổ ra ba chữ. Cái gì, Thiên Thi Tông? Từ Trọng, gã đại hán đầu chọc, Hoàng Tĩnh đẳng nhân, nghẹn ngào kinh hô, sắc mặt thảm biến. Lục Minh ánh mắt lóe lên. Thiên Thi Tông, Lục Minh trước kia xác thực chưa từng nghe qua, nhưng tiến vào Đế Thiên Thần Cung về sau, có thể nói là như sấm bên tai. Thiên Thi Tông, nhất cái cực kỳ khủng bố thế lực cường đại, giống như Đế Thiên Thần Cung, cũng là thần hoang đại lục đỉnh phong nhất thế lực một trong. Hơn nữa, Thiên Thi Tông cùng Đế Thiên Thần Cung, chính là tử địch, đại chiến không ngớt, song phương vừa thấy mặt, đúng là không chết không ngớt cục diện. Kinh khủng nhất chính là, Thiên Thi Tông, chính là gần 300 năm, tài đột nhiên quật khởi thế lực, lấy một loại tốc độ khủng khiếp tài khuếch trương, không ngừng sơi tái lấy Đế Thiên Thần Cung nguyên bản địa bàn. Đế Thiên Thần Cung tới đại chiến mấy trăm năm, chẳng những không có đem chi tiêu diệt, Thiên Thi Tông thế lực ngược lại càng ngày càng mạnh. Cho tới bây giờ, Thiên Thi Tông thực lực, tuy nhiên vẫn là so Đế Thiên Thần Cung thiếu chút nữa, nhưng là không kém là bao nhiêu rồi. Nhưng Thiên Thi Tông không phải một mực tại Đông Hoang ở trong chỗ sâu một ít đại vực cùng Đế Thiên Thần Cung tranh đấu sao? Lúc nào xuất hiện tại Thiên Huyền Vực Đông Bộ rồi hả? Thiên Huyền Vực chỗ thần hoang đại lục cực đông chi địa, nói trắng ra là đúng là chỗ biên hoang, Thiên Thi Tông hiện tại rõ ràng thẩm thấu ở chỗ này đến rồi. Không, không phải là Thiên Thi Tông ngươi à? Hoàng Tĩnh thanh âm có chút phát run, sắc mặt tái nhợt. Cạc cạc cạc, các ngươi đoán không sai, chúng ta đúng là Thiên Thi Tông ngươi, hơn nữa còn là Thiên Thi Tông thi vệ. Đột nhiên, vài đạo âm lãnh tiếng cười chói tai vang lên, thanh âm khó nghe cực kỳ, như hai khối kim loại tại giúp nhau ma sát. Hô, hô, ba bộ cực lớn quan tài, phá không mà đến, dài đến 100 mét, cực lớn vô cùng. Lập tức, tam cỗ quan tài, tự dừng lại tại mọi người ba phương hướng, thành xếp theo hình tam giác đám đông vây quanh. Rõ ràng thật là Thiên Thi Tông ngươi,
hơn nữa còn là thi vệ. Từ Trọng đẳng nhân, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Thiên Thi Tông thi vệ, Cung Đế Thiên Thần Cung Đế Thiên Thần vệ, không sai biệt lắm nhất cái ý tứ, đều là từng người thế lực tinh nhuệ. Ta hiểu được, nguyên lai mấy cái tông môn võ tông đã ngoài cường giả, bị các ngươi bắt đến, là muốn luyện thành luyện thi. Từ Trọng nói, cạc cạc, nói nhảm, những người kia thi thể, đương nhiên chỉ dùng đến luyện thành luyện thi đấy. Phía đông một cỗ trong quan mục truyền ra âm lãnh tiếng cười. Cạc cạc, võ tông thi thể tác dụng, dù sao có hạn, hiện tại rõ ràng đưa lên mấy cỗ võ vương chi cảnh thi thể, lại có thể luyện ra mấy cỗ cường đại luyện thi rồi. Phía tây cỗ kia quan tài truyền xuất ra thanh âm. Các ngươi sớm liền phát hiện chúng ta rồi hả? Từ Trọng nói. Cạc cạc, nói nhảm, Đế Thiên Thần vệ đạp nát, các ngươi tại điều tra chúng ta, cho là chúng ta không biết sao. Chúng ta sở dĩ mà hắc sư sơn mạch, chính là muốn dẫn các ngươi tới này, hắc hắc, ngoan ngoãn chịu chết đi. Phía đông cỗ kia quan tài phát ra âm lãnh thanh âm, đồng thời, két sát một tiếng, quan tài cái mở ra, từ đó bay ra 7-8 đầu bóng đen, đó là một mảnh dài hẹp màu đen khóa sắt. Thiên Thi Tông đạp nát, nơi này là Thiên Huyền Vực, Đế Thiên Thần Cung địa bàn, các ngươi đã đến đấy, tụ toàn bộ lưu lại a. Gã đại hán đầu trọc nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía đông cỗ kia quan tài đánh tới. Một đạo sáng chói vô cùng lưỡi đao bạo chạm mà ra, dài đến ngàn mét, phảng phất có thể đem toàn bộ thiên địa bổ ra. Nhưng, vù, vù, những cái chấm kia màu đen khóa sắt, phảng phất có linh tính giống như, xuyên thủng hư không, 8 đầu khóa sắt quấn quanh cùng một chỗ, oanh hướng lưỡi đao. Oanh, một tiếng kịch liệt chấn động, lưỡi đao bị khóa sắt đánh tan rồi, nhưng khóa sắt cũng phi trở về. Thật sự có tài, tốt, tốt, càng cường càng tốt, càng cường, luyện thành luyện thi, cũng sẽ càng cường. Cô kia trong quan mộc, truyền ra một tiếng âm lãnh tiếng cười. Lập tức, quan tài phát ra thanh âm ca ca, quan tài cái hoàn toàn mở ra. Vù, nhất đầu thân hình thân ảnh khôi ngô từ bên trong bay ra. Này đầu thân ảnh, thân cao 2 mét có thừa, sắc mặt trắng bệch, không có chút nào huyết sắc, nhưng ở trắng bệch bên trong, lại để lộ ra một tia hắc thiết chi sắc. Hai mắt nộ giấy kiếm được lại không có chút nào cảm tình. Tại thân thể hắn lên, quấn quanh lấy từng vòng màu đen khóa sắt. Đây là luyện thi, cũng không phải là bản thân. Từ Trọng trầm giọng đến. Hắc hắc, không nghĩ tới Thiên Huyền Vực đông bộ cái này hương góc địa phương đi ra nông dân, coi như có chút kiến thức. Âm thanh chói tai, tiếp tục theo cỗ kia trong quan mộc vang lên, lập tức, nhất đạo bóng đen hiển hiện mà ra. Này đạo bóng đen, thoạt nhìn rất gầy gò, thân thể bọc lấy áo đen, lộ ra khuôn mặt sắc trắng bệch mặt. Trên mặt không có chút nào huyết sắc, như một cỗ thi thể giống như, nhưng, hắn trong ánh mắt lại toát ra âm lãnh chi sắc, nói rõ, đây là nhất cái người sống. Nghe nói, Thiên Thi Tông vũ giả, chủ yếu lấy điều khiển thi thể làm chủ. Bọn hắn mỗi người, đều luyện hóa ít nhất một cỗ luyện thi, thậm chí bao nhiêu dụng cụ luyện thi, mang theo trên người. Luyện thi càng cường, bọn họ thực lực cũng lại càng cường. Hắc hắc, chết đi, sát. Thiên Thi Tông thi vệ đằng đằng sát khí hét lớn một tiếng. Vù, vù. Cỗ kia luyện thi, hai tay vung lên, 8 đầu khóa sắt, điên cuồng múa vũ động, hướng về gã đại hán đầu chọc đánh tới. Đừng cho là ta sợ ngươi. Gã đại hán đầu chọc gầm lên, thẳng hướng cố kia luyện thi. Đang. Lập tức, hai người đại chiến cùng một chỗ. Cố kia luyện thi, phi thường cường đại, rõ ràng cũng tương đương với võ vương nhất trọng đỉnh phong thực lực, cùng gã đại hán đầu chọc đại chiến khó phân thắng bại. Hắc hắc, ngươi lấy gì, ta tự chút thực lực ấy đều xuất hiện đi. Thi vệ đột nhiên khẽ quát một tiếng. Vù, vù. Cố kia cực lớn trong quan mộc. Đột nhiên lại bay ra hai cỗ thân ảnh cao lớn. Như trước đó cỗ kia giống như, toàn thân cũng quấn quanh lấy màu đen khóa sắt, sắc mặt tái nhợt bên trong, lại để lộ ra nhất tầng hắc thiết chi sắc. Luyện thi, này hai cỗ, cũng là luyện thi. Hơn nữa, trên người tản mát ra mãnh liệt thi khí, khí tức mạnh, rõ ràng toàn bộ đạt tới võ vương cấp bậc, ở vào võ vương nhất trọng sơ kỳ. Khủng bố! Nhất cái Thiên Thi Tông thi vệ mà thôi. Rõ ràng năng điều khiển ba bộ võ vương chi cảnh luyện thi, thực lực cũng quá kinh khủng. Hai cỗ luyện thi vừa xuất hiện, liền hướng lấy Lục Minh bọn hắn đánh tới. Ta đến chém dụng bọn hắn. Hoàng Tĩnh quát lạnh, thân hình khẽ động, hướng về hai cỗ luyện thi đánh tới. Trên người, bộc phát ra võ vương nhất trọng trung kỳ khí tức. Hơn nữa Hoàng Tĩnh không phải bình thường đế thiên thần vệ, nàng giống như Lục Minh, là lần trước thông qua tuyển bạt đích thiên tài, chiến lực, nếu so với bình thường võ vương. Cường một bậc. Võ vương nhất trọng trung kỳ,
hắn chiến lực đã tiếp cận võ vương nhất trọng hậu kỳ. Khanh, khanh, Hoàng Tĩnh xuất kiếm như điện, lập tức tự đánh ra mấy trăm kiếm. Nhưng, kiếm quang chém vào những cái chấm kia luyện thi trên người, rõ ràng như chém vào kim loại trên người giống như, phát ra kim thiết giao kích thanh âm, hỏa tinh bắn ra bốn phía, cuối cùng, chỉ ở phía trên lưu lại mấy cái dấu vết mờ mờ. Loại này luyện thi, cùng kim nhãn huyết cương ngược lại có chút giống, đồng dạng mình đồng ra sắt, đao thương bất nhập. Lục Minh tâm niệm vừa động. Hoàng Tĩnh khẽ kêu không thôi, cùng hai cố luyện thi kịch liệt đại chiến cùng một chỗ, khó hòa giải. Trước hết xiết thi vệ. Từ Trọng đột nhiên nổ quát một tiếng, hướng về kia cái thi vệ tấn công mà đi, tốc độ nhanh như thiểm điện. Cạc cạc, muốn giết ta, nằm mơ a, thiên thi chảo. Thiên thi tông thi vệ cười lạnh, thân hình khẽ động, hướng về Từ Trọng đánh tới, duỗi ra một đôi gầy còm tay chảo, về phía trước cầm ra. Lập tức, thi khí tràn ngập, móng vuốt nhọn hoắt như đao phong giống nhau chém ra. Tử! Từ Trọng gầm lên, chém ra một đạo sắc bén kiếm quang. Phanh, phanh! Liên tục nổ vang phát ra, thiên thi tông thi vệ chặn Từ Trọng công kích, tuy nhiên rơi vào hạ phong, nhưng xác thực là chặn. Mọi người khiếp sợ không thôi, thiên thi tông chiến lực, quả thực khủng bố, không chỉ bên người mang theo nhiều cái luyện thi, mà ngay cả bản thân, chiến lực đều cực kỳ cường đại, đồng dạng số lượng, bình thường vũ giả căn bản không phải thiên thi tông ngươi đối thủ. Cũng may, Lục Minh nghe nói, thiên thi tông luyện thi, phi thường khó có thể luyện chế, không chỉ cần võ đạo cường giả thi thể. Luyện chế điều kiện cũng là cực kỳ hà khắc, cần đủ loại quý trọng tài liệu. Hơn nữa, mỗi người điều khiển luyện thi đều là có hạn đấy, cái này, nghe nói là tùy tâm thần cường độ quyết định đấy. Nếu không có những này hạn chế, thiên thi tông quả thực vô địch, một có người nào thế lực có thể cùng chi chống lại. Vù, thi vệ chặn Từ Trọng công kích, thân hình cực tốc lui về phía sau, phát ra âm trầm tiếng cười. Từ Trọng vừa muốn truy kích mà đi, lúc này, mặt khác một cỗ cực lớn quan tài, phát ra két sát thanh âm, nắp quan tài mở ra, nhất đầu màu đen khóa sắt, như tia chớp giống nhau xuyên thủng mà ra, hướng về Từ Trọng đâm tới. Uy thế mạnh, cực kỳ kinh người. Từ Trọng biến sắc, bất chấp truy kích cái kia thi vệ, trở lại ngăn cản mấy cái khóa sắt. Đang, đang, liên tục vài tiếng nổ vang, Từ Trọng thân thể khẽ run lên, mà này mấy cái khóa sắt cũng phi trở về. Giống, nhưng sau một khắc, cực lớn trong quan tài, truyền ra một tiếng trầm thấp tiếng hô. Một đạo thân ảnh chụp một cái đi ra, quanh thân khóa sắt bay múa, hướng về Từ Trọng xung phong liều chết mà đi. Lại là một cố võ vương nhất trọng đỉnh phong luyện thi. Từ Trọng mặt sắc mặt ngưng trọng, tới đại chiến cùng một chỗ. Khặc khặc, chói tai khó nghe cười lạnh phát ra, theo thứ hai dụng cụ trong quan mộc, cũng đi ra nhất cái toàn thân bọc lấy áo đen thân ảnh. Đây là nhất cái già nua lão giả, xem xét niên kỷ cũng rất lớn rồi, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, nhưng sắc mặt phi thường tái nhợt. Như trước đó cái kia thi vệ đồng dạng. Rất rõ ràng, đây cũng là nhất cái thi vệ. Tại bên cạnh hắn, đi theo một cỗ thể trạng khôi ngô luyện thi. Trong tràng, chỉ còn lại có cái kia bạch phát lão giả, cũng nhất cái hơn 50 tuổi gầy còm đàn ông, mặt khác đúng là Lục Minh rồi. Đồng loạt ra tay, đem mấy người kia giải quyết a. Tuổi già thi vệ, nhìn về phía thứ ba dụng cụ quan tài. Tốt, thứ ba dụng cụ trong quan mộc, phát ra một giọng nói. Sau đó, nắp quan tài mở ra, đi ra ba đạo thân ảnh. Nhất cái rõ ràng cho thấy thi vệ, hơi có vẻ tuổi trẻ, chừng 30 tuổi bộ dạng, hắn bên cạnh, đứng thẳng hai cỗ luyện thi. Hai cỗ luyện thi, đều tản mát ra võ vương nhất trọng hậu kỳ khí tức. Cạc cạc, bọn họ 6 người thi thể, chúng ta một người hai cỗ, như thế nào đây? Lúc trước cái kia thi vệ, xuất hiện tại tuổi già thi vệ bên cạnh, âm lãnh mà nói. Một người lượng cỗ thi thể, có thể, bất quá. Tiểu tử kia chỉ là nửa bước vương giả, ta không muốn. Tuổi già thi vệ lập tức nói. Tiểu tử kia thi thể, ta cũng không muốn. Trước hết nhất chính là cái kia thi vệ lắc đầu nói, nhìn về phía thứ ba cái thi vệ. Hai người các ngươi không muốn quá mức rồi, đem nhất đồ bỏ đi đồ vật, lại ném cho ta, lúc này đây, tiểu tử này thi thể, ta nói cái gì cũng không muốn. Cuối cùng cái kia thi vệ trầm giọng nói. Lục Minh im lặng, còn chưa mở đánh. Bọn họ đã thương lượng khởi phân phối thi thể của bọn hắn rồi, còn tưởng là bọn họ là trên bảng thịt cá rồi hả? Oanh, oanh! Trên bầu trời, phát ra vài tiếng cực lớn nổ vang. Sau đó, hai đạo thân ảnh lóe lên, Từ Trọng, gã đại hán đầu chọc thân hình nhanh chóng thối lui, cùng Lục Minh bọn hắn đứng chung một chỗ. Hoàng Tĩnh, không muốn ham chiến, chúng ta tụ hợp cùng một chỗ lao ra,
không nên bị bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Từ Trọng lớn tiếng nói. Hoàng Tĩnh cắn răng, kiếm quang tăng vọt, liên tục chém ra lượng kiếm, đem hai cái luyện thi đánh lui một điểm, sau đó bước ra nhanh chóng thối lui. Vù! Tại Hoàng Tĩnh nhanh chóng thối lui thời điểm, một sợi dây xích xuyên thủng quá hư không, suýt nữa đem Hoàng Tĩnh xuyên thủng, tuy nhiên bị nàng tránh khỏi, nhưng y nguyên bị kình khí quét thoáng một phát, Hoàng Tĩnh kêu rên một tiếng, thân hình nhanh chóng thối lui đến Lục Minh bọn hắn bên cạnh, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Vù, vù, tiếng xé gió vang lên, này hai cái võ tông nhất trọng đỉnh phong luyện thi, chia làm tại hai phe, ngăn chặn đường lui của bọn hắn. Cạc cạc, các ngươi lấy gì hội tụ cùng một chỗ, có thể lao ra sao? Thật sự là ngây thơ. Trước hết nhất chính là cái kia thi vệ, phát ra chói tai cười lạnh. Hừ, bằng chúng ta chiến lực, chính diện một trận chiến, chúng ta tuy nhiên không địch lại, nhưng muốn lao ra, các ngươi cũng mơ tưởng ngăn trở. Hoàng Tĩnh hừ lạnh, nàng vừa rồi bị thương, tâm tình cực kỳ khó chịu. Nói xong, lạnh lùng nhìn Lục Minh liếc, nói tiểu tử, hiện tại ai cũng chẳng quan tâm ngươi, ngươi cũng đừng hy vọng chúng ta sẽ giúp ngươi, tự cầu nhiều phúc a. Ta lúc nào đã từng nói qua, ta muốn các ngươi giúp. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Sắp chết đến nơi, cãi lại cứng rắn. Hoàng Tĩnh hừ lạnh. Hắc hắc, ai nói, tại đây chỉ có chúng ta mấy người rồi hả? Tuổi già thi vệ đột nhiên cười lạnh. Cái gì? Từ Trọng đằng nhân sướng sờ. Hô! Đột nhiên, một tiếng tiếng xé gió truyền đến, phía trước, rõ ràng lại bay ra một cỗ cực lớn quan tài, hướng về bên này bay nhanh mà đến, lập tức, là đến Lục Minh bọn hắn đỉnh đầu. Rõ ràng còn có. Từ Trọng đằng nhân sắc mặt đại biến. Chỗ đó, có nhất cái hố sâu. Gã đại hán đầu chọc kêu lên. Mọi người cẩn thận về phía trước nhìn lại, sương mù mông lung bên trong. Mọi người ở phía trước chứng kiến nhất cái cực lớn hố sâu, vừa rồi, cố kia quan tài, đúng là theo cái kia trong hố sâu bay ra đấy. Két sát, thứ tư dụng cụ quan tài trực tiếp mở ra, đi ra ba đạo thân ảnh. Nhất cái hai mươi mấy tuổi, sắc mặt tái nhợt nam tử trẻ tuổi. Ở bên cạnh hắn, đi theo hai cỗ luyện thi. Chỉ là, hai cỗ luyện thi, khí tức cực kỳ cường đại, một cỗ, đã đạt tới võ vương nhất trọng đỉnh phong, mặt khác một cỗ, cũng là võ vương nhất trọng hậu kỳ. Lập tức, Hoàng Tĩnh, Từ Trọng đằng nhân sắc mặt tái nhợt. Lần này, đối phương luyện thi, nhiều đến 9 dụng cụ nhiều. Trong đó, võ vương nhất trọng đỉnh phong tự có 3 bộ, võ vương nhất trọng hậu kỳ có 2 cỗ, mà võ vương nhất trọng trung kỳ cùng võ vương nhất trọng sơ kỳ đấy, tất cả 2 cỗ. Hơn nữa 4 cái thi vệ, này một cỗ lực lượng, đã rất xa tải Từ Trọng bọn hắn phía trên rồi. Làm sao bây giờ, ta chỉ có thể kéo ở một cỗ võ vương nhất trọng đỉnh phong luyện thi. Nếu lại thêm một cỗ võ vương nhất trọng hậu kỳ luyện thi, ta căn bản phá vòng vây không đi ra ngoài. Gã đại hán đầu chọc lo lắng đạo. Ta cũng không sai biệt lắm, tối đa chỉ có thể đứng vững, đính trụ một cỗ võ vương nhất trọng đỉnh phong luyện thi, lại thêm một cỗ võ vương nhất trọng hậu kỳ luyện thi, nhiều hơn nữa, ta tự nguy hiểm. Từ Trọng cũng nói. Hoàng Tĩnh đằng nhân tâm, chìm xuống dưới. Còn lại đấy, còn có 5 dụng cụ luyện thi, Hoàng Tĩnh. Chỉ có thể đứng vững, đính trụ hai cố võ vương nhất trọng sơ kỳ đấy, mà Bạch Phát lão giả, cùng gầy còm đàn ông, tu vị đều là võ vương nhất trọng trung kỳ, phân biệt năng ngăn cản một cố luyện thi. Này còn thừa lại một cố võ vương nhất trọng đỉnh phong luyện thi, ai ngăn cản? Làm sao bây giờ? Nhưng mà này còn chỉ là ngăn cản mà thôi, muốn phá vòng vây, trên cơ bản không có khả năng. Huống hồ, còn có 4 cái thi vệ nhìn chằm chằm đâu này. Hôm nay, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Trong lòng mọi người không khỏi toát ra một câu như vậy lời nói. Không, ta còn trẻ, ta không muốn chết. Hoàng Tĩnh trong nội tâm điên cuồng giống to. Hơn nữa, sau khi chết, thi thể cũng bị Thiên Thi Tông ngươi luyện thành luyện thi, điểm này, nàng càng thêm khó có thể tiếp nhận. Luyện thi, toàn bộ nhờ thi vệ điều khiển, chỉ cần giết mấy cái thi vệ, luyện thi không đủ gây sợ. Lúc này, một mực trầm mặc Lục Minh, đột nhiên mở miệng. Nói nhảm, đạo lý này người nào không biết. Nhưng tại đây có nhiều như vậy luyện thi, như thế nào sát thi vệ? Thật sự là buồn cười, đứng đấy nói chuyện không lưng đau, có bản lĩnh, người đi giết. Hoàng Tĩnh hầm hừ nhìn xem Lục Minh, khinh miệt mà nói. Tốt, ta đi giết. Lục Minh nhất bộ bước ra, trong mắt dâng lên chiến ý. Hoàng Tĩnh, Từ Trọng đằng nhân, trợn mắt há hốc mồm. Ngươi đi giết, ngươi có phải điên rồi hay không, muốn chết phải không, muốn chết cũng không cần liên lụy chúng ta. Hoàng Tĩnh cười nhạo, căn bản không tin tưởng Lục Minh mà nói. Chư vị, mặt khác luyện thi tự giao cho các ngươi,
Này một cỗ võ vương nhất trọng đỉnh phong luyện thi giao cho ta, còn có mấy cái thi vệ. Lục Minh một ngón tay cuối cùng xuất hiện cái kia nhất cái thi vệ cùng luyện thi. Từ Trọng đẳng nhân, vẻ mặt mộng vòng. Này! Từ Trọng đẳng nhân chần chờ. Tự lại để cho hắn đi thôi, dù sao hắn ở tại chỗ này, cũng không giúp đỡ được cái gì, đã hắn mình muốn đi chịu chết, gì không thành toàn hắn. Hoàng Tĩnh cười lạnh. Im miệng, ngươi tái nói nhảm, coi chừng ta trước chém ngươi. Lục Minh ánh mắt trừng mắt, hiện lên sát khí lạnh như băng. Hoàng Tĩnh sắc mặt trắng nhợt, không biết tính sao, trong nội tâm run lên. Ha ha ha, các ngươi có nghe hay không, cái kia nửa bước vương giả phế vật, lại để cho tới giết chúng ta, buồn cười, thật sự là quá buồn cười rồi, đây là ta cả đời nghe được buồn cười nhất chuyện cười. Ta cũng vậy. Mấy cái thi vệ, lộ ra trào phúng dáng tươi cười. Không nên cùng bọn hắn nói nhảm, giết bọn hắn, cầm thi thể của bọn hắn mà luyện thi, vừa mới tốt. Cuối cùng cái kia thi vệ quát khẽ, lập tức, hắn bên cạnh, hai cỗ luyện thi phi thân mà ra, nồng đậm thi khí phóng lên trời. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu. Hai cỗ luyện thi, một cỗ võ vương nhất trọng đỉnh phong, một cỗ võ vương nhất trọng hậu kỳ, hai cỗ luyện thi trên người, hơn 10 đầu khóa sắt bạo rút mà ra, hướng về Lục Minh bao phủ mà đi. Oanh! Giờ khắc này, Lục Minh khí tức trên thân hoàn toàn bạo phát, huyết mạch bộc phát ra, đồng thời, phong hỏa lôi ba loại ý cảnh cũng bay lên, trong tay xuất hiện một cây trường thương. Chân long kích. Trường thương đâm ra, nhất đầu tam sắc chân long gào thét mà ra, hướng về hai cỗ luyện thi tấn công mà đi. Oanh! Một tiếng kinh thiên nổ vang, hai cỗ luyện thi chém ra hơn 10 đầu khóa sắt, bị một kích mà quay về, tam sắc chân long không ngừng, tấn công tại hai cỗ luyện thi trên người. Phanh, phanh. Hai cỗ luyện thi thân hình cuồng rung động, rõ ràng bị đánh bay hơn 100 mét. Từ Trọng, Hoàng Tĩnh đẳng nhân, trong mắt cuồng trừng, thiếu chút nữa trừng phát nổ, há to miệng, vẻ mặt si ngốc. Một chiêu, Lục Minh rõ ràng chỉ là một chiêu, tự đánh lui hai cỗ luyện thi, thậm chí, trong đó một cỗ vẫn là võ vương nhất trọng đỉnh phong luyện thi. Lục Minh tại sao có thể có cường đại như vậy chiến lực? Mấu chốt là, Lục Minh vẫn chỉ là nửa bước vương giả AH, nửa bước vương giả, rõ ràng năng một chiêu đánh lui hai cỗ cường đại như thế luyện thi, điều này sao có thể? Bọn hắn quả thực lấy gì tại mình đang nằm mơ? Đặc biệt là Hoàng Tĩnh, một chương coi như xinh đẹp trên mặt, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Trước đó, nàng một mực trào phúng Lục Minh, đối với Lục Minh cực kỳ khinh miệt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lục Minh thực lực, quả thực vượt ra khỏi nàng nhận thức. Tuổi còn trẻ, nửa bước vương giả, cầm trong tay trường thương, lĩnh ngộ ba loại ý cảnh, ta muốn, ta đã biết rõ hắn là ai. Từ Trọng nói nhỏ, trên mặt lại lộ ra vẻ mừng như điên. Ai, là ai? Hoàng Tĩnh si ngốc ngơ ngác hỏi. Toàn bộ thiên huyền vực đông bộ, ngoại trừ khóa mới đông thiên thần vệ Lục Minh, còn ai có cái này chiến lực? Gã đại hán đầu trọc mở miệng nói. Lục Minh, nguyên lai là hắn, nguyên lai là hắn, khó trách. Hoàng Tĩnh vốn là sướng sờ, sau đó có chút kinh hô. Lục Minh danh tiếng, hiện tại có thể nói là truyền khắp thiên huyền vực đông bộ sở hữu tất cả đế thiên thần vệ, một có bao nhiêu thiếu đế thiên thần vệ không có nghe đã từng nói qua đấy. Hiện trường mấy người, đều nghe nói qua Lục Minh danh tiếng. Các ngươi cùng đi đấy, rõ ràng không biết đối phương đúng là Lục Minh. Gã đại hán đầu chọc bó tay rồi. Khục khục, vốn ta hỏi qua đấy, nhưng bị cắt đứt rồi. Từ Trọng ho khan vài tiếng. Hoàng Tĩnh sắc mặt có hơi trắng bệch, trước đó, chính là nàng đánh gãy Lục Minh tự giới thiệu đấy. Khi đó, nàng cho rằng, chính là nhất cái nửa bước vương giả, có cái gì tốt giới thiệu đấy. Lúc này nhớ tới, nàng cảm giác trong lòng có chút sợ. Lục Minh, đối phương lại là Lục Minh. Thiên huyền vực đông bộ đế thiên thần cung bất thế gia đích thiên tài, nhất cái lấy nửa bước vương giả tựu đánh bại nhất cái chân chính vương giả đích thiên tài. Nếu sớm biết như vậy đối phương là Lục Minh, đánh chết nàng cũng sẽ không như vậy trào phúng Lục Minh. Hiện tại, nàng trong nội tâm hối hận phải chết. Làm sao có thể, chính là nhất cái nửa bước vương giả. Nhất cái thi vệ, phát ra không thể tưởng tượng nổi kêu to. Mặt khác thi vệ, cũng không sai biệt lắm cái này biểu lộ. Sát, Lục Minh cầm trong tay trường thương, khí thế như rồng, trường thương vung lên, mênh mông cuồn cuộn mũi thương bạo bắn mà ra. Cho ta làm thịt tiểu tử này. Cuối cùng cái kia thi vệ gầm lên. Bịch, bịch. Hai cỗ luyện thi, vung vẩy lấy khóa sắt, hướng về Lục Minh đánh tới. Cái loại này khóa sắt, cực kỳ khủng bố, năng rút toái núi lớn. Nhưng Lục Minh không sợ.
Vạn long sát, trường thương chấn động, mấy trăm đầu cỡ nhỏ tam sắc chân long bay ra, hai cố luyện thi bị kích rút lui thẳng đến, thậm chí, đem mấy cố thi vệ đều bao phủ đi vào. Đáng chết, hợp lực giết hắn. Cái kia lão niên thi vệ giống to, muốn điều khiển thi vệ vây công Lục Minh. Ngăn trở những thi vệ đó, cho dù dốc sức liều mạng cũng muốn ngăn trở, cho Lục Minh tranh thủ thời gian. Từ trọng giống to, đánh về phía một cố võ vương nhất trọng đỉnh phong luyện thi, thậm chí đem một cố võ vương nhất trọng trung kỳ luyện thi cũng bao phủ đi vào, phiên chế trụ. Gã đại hán đầu trọc, Hoàng Tĩnh đẳng nhân, nhao nhao hét lớn, thẳng hướng những cái chấm kia luyện thi. Lục Minh bộc phát, lại để cho bọn hắn thấy được hy vọng, giờ phút này, tự nhiên đem hết toàn lực. Trong lúc nhất thời, này nhất phiến địa vực, triệt để xa vào đến đại trong chiến đấu. Lục Minh chân nguyên bắn ra, trường thương như rồng, cực lớn mũi thương giống như núi cao, triệt để đem hai cố luyện thi áp chế. Lúc trước, Lục Minh đại chiến Tiết Siêu thời điểm, tại phong hỏa lôi ba loại ý cảnh còn không có hoàn toàn dung hợp thời điểm, Lục Minh chiến lực, cùng với Tiết Siêu không xê xích bao nhiêu. Đằng sau, ba loại ý cảnh hoàn toàn dung hợp, ba loại ý cảnh uy lực tăng cường gấp bội, hơn nữa Long Thần Tam Tuyệt cũng theo thiên cấp hạ phẩm tiến hóa thành thiên cấp thượng phẩm vũ khí, uy lực tăng nhiều, Lục Minh chiến lực cũng bảo tăng, nhẹ nhõm nghiền áp Tiết Siêu. Mà trong khoảng thời gian này, Lục Minh chân nguyên đã chuyển hóa 99%, đồng thời đối với Long Thần Tam Tuyệt lĩnh ngộ cũng ngày càng làm sâu sắc, hiện tại, Lục Minh chiến lực đã triệt để siêu việt giống nhau võ vương nhất trọng đỉnh phong rồi. Cho nên, Lục Minh tài năng áp chế hai cỗ luyện thi. Không tốt, hợp lực sát tiểu tử kia. Cái kia tuổi già thi vệ giống to, khiếp sợ không thôi. Sát, sát. Bốn cái thi vệ, thi khí bộc phát, bốn đạo móng vuốt nhọn hoắt, chụp vào Lục Minh. Cho ta nuốt. Lục Minh ánh mắt lóe lên, cửu long huyết mạch bay ra, há miệng giống to, khủng bố thôn phệ chi lực bộc phát ra. Của ta huyết mạch chi lực. Máu tươi của ta. Lập tức, bốn cái thi vệ kinh hô. Huyết mạch chi lực cùng tinh huyết, đã bị cửu long huyết mạch thôn phệ, chấn động lên. Cửu long đạp thiên. Lục Minh dưới cao nhìn xuống, liên tục bước ra hai bước. Rầm rầm. Cuồng bạo lực lượng, hướng về bốn cái thi vệ nghiền áp mà đi. Bốn cái thi vệ thân thể chấn động, ngay ngắn hướng lui về phía sau. Cực đạo, nhất kích. Đúng lúc này, Lục Minh thân thể có chút cong lên, xương sống như nhất đầu đại long giống nhau uốn éo, vô tận lực lượng, ý cảnh, hoàn toàn hướng về trường thương dũng mãnh lao tới. Xíu, yêu yêu. Sau một khắc, Lục Minh cùng trường thương phảng phất hợp hai làm một rồi, hóa thành một đạo bén nhọn mũi thương, về phía trước đâm ra. Thử. Không gian, phảng phất bị mũi thương đâm xuyên qua, kịch liệt sóng gió nổi lên. Xa xa xem lên, không gian giống như là nước gợn giống như, bị từng lợi khí đã đâm, hai bên, nhộn nhạo xuất ra đạo đạo gợn sóng, chính giữa, xuất hiện nhất đầu rõ ràng dấu vết. Đây là Long Thần Tam Tuyệt một chiêu mạnh nhất, cực đạo nhất kích. Chỉ có lĩnh ngộ phong hỏa lôi ba loại ý cảnh, hơn nữa ba loại ý cảnh hoàn toàn dung hợp về sau, tài năng thi triển đi ra. Một chiêu này, có được lôi chi ý cảnh cấp tốc, phong chi ý cảnh xuyên thấu lực, hỏa chi ý cảnh sức bật. Được xưng cứng rắn vô đối, không có gì bất phá, có thể xuyên thấu hết thảy, là chí cường công phạt sát chiêu. Một chiêu này, nhắm ngay cuối cùng nhất cái xuất hiện thi vệ. Một chiêu này, quá là nhanh, lập tức, là đến cái kia thi vệ trước người. A hát. Cái kia thi vệ hoảng sợ kêu to, muốn trốn tránh, căn bản không kịp, chỉ có thể duỗi ra này trắng bệch tay chảo, ngăn cản trước người. Phốc thử. Cái kia vững như sắt thép tay chảo, mà như là đậu hủ giống nhau bị đâm thủng, sau đó, trường thương từ đối phương mi tâm động xuyên, đeo mà quá. Ông. Lập tức, trường thương chấn động, kinh khí bộc phát, thân thể của đối phương chia năm xẻ bảy. Từ rồi. Nhất cái cường đại thi vệ, tựu như vậy chết. Bị Lục Minh nhất thương kích sát. Cái này thi vệ, bản thân chiến lực, cũng tuyệt đối không kém gì võ vương nhất trọng hậu kỳ, rõ ràng cứ như vậy bị Lục Minh đánh chết. Từ trọng đẳng nhân, nếu không có tài đại trong chiến đấu, trực tiếp tự ngây ngẩn cả người. Cho dù như thế, bọn họ cũng là cứng họng, khiếp sợ không thôi. Đặc biệt là Hoàng Tĩnh, thiếu chút nữa dọa bể mật, nghĩ đến trước đó như vậy giễu cợt Lục Minh, nếu Lục Minh cũng như vậy cho nàng đến nhất thương, nàng tự chơi đã xong. Cái kia thi vệ vừa chết, này hai cố cùng Lục Minh đại chiến luyện thi, tựa như hai cái con rối giống như, trực tiếp ngừng trên không trung, vẫn không nhúc nhích. A hát, không tốt, triệu tập luyện thi phòng thủ. Còn lại ba cái thi vệ, quả thực dọa bề mật, điên cuồng kêu to lên, dốc sức liều mạng muốn triệu hồi từng người luyện thi phòng thủ.
ngăn lại những, này luyện thi. Từ Trọng điên cuồng hét lên, đem hết toàn lực, gắt gao cuốn lấy này hai cỗ luyện thi. Những người khác cũng đồng dạng, liều mạng, cuốn lấy những cái, chấm kia luyện thi, lại để cho bọn hắn không cách nào trở về phòng ngự. Đáng chết, đáng chết. Ba cái thi vệ gào thét, điên cuồng lui về phía sau. Cực đạo nhất kích. Lúc này, Lục Minh lại thi triển ra cực đạo nhất kích. Vù. Người cùng thương hợp nhất, xuyên qua hư không, hướng về nhất cái thi vệ hậu tâm đâm tới. A hát, không muốn, cứu mạng. Cái kia thi vệ dọa được hồn phi phách tán, dốc sức liều mạng giống to, phất tay, tại hắn trước người, rõ ràng xuất hiện một cỗ thanh đồng cổ hòm quan tài, ngăn cản trước người. Nhưng y nguyên vô dụng, Lục Minh mũi thương, trực tiếp đâm xuyên qua thanh đồng cổ hòm quan tài, đâm xuyên qua đối phương trái tim. Cái này thi vệ phát ra một tiếng không cam lòng giống to, sau đó đã không có khí tức. Thứ hai thi vệ, tử. Cái này thi vệ vừa chết, hắn điều khiển ba bộ thi vệ, trực tiếp tựa như con rối giống nhau đứng tại không trung. Trong đó, còn có một cố võ vương nhất trọng đỉnh phong luyện thi, vốn đang cùng gã đại hán đầu chọc chém giết, hiện tại toàn bộ ngừng lại. Thiên thi tông tạp toái, đi chết đi. Gã đại hán đầu chọc đã không có đối thủ, lập tức hét lớn một tiếng, hướng về cuối cùng hai cái thi vệ đánh tới. Mặt khác, còn có cái kia hơn 50 tuổi gầy còm đàn ông, cũng không có đối thủ, cũng hướng hai cái thi vệ đánh tới. Tình huống, lập tức nghịch chuyển đi qua. Ông, Lục Minh trong tay chấn yêu thương, có chút rung động, tựa hồ có chút không chịu nổi gánh nặng rồi. Hô, Lục Minh cũng hít sâu mấy hơi, bình phục nhất trong hạ thể nóng nảy dao động chân nguyên. Hiện đang thi triển cực đạo nhất kích, vẫn còn có chút miễn cưỡng ha hát, đối với chân nguyên tiêu hao, cùng với thân thể tiêu hao, đều phi thường đại. Lục Minh suy nghĩ, cực đạo nhất kích mặc dù cường, vốn lấy Lục Minh tu vi hiện tại, cũng thi triển không được mấy lần, mà lại, phát huy không ra một chiêu này mấy tầng uy lực. Muốn phát huy ra một chiêu này tối cường uy lực, Lục Minh trừ phi đột phá võ vương, mà lại ba loại ý cảnh đều ngưng tụ ra ý cảnh phù văn. Còn có, cái thanh này chấn yêu thương, đã khó chịu nổi trọng dụng rồi. Lục Minh nhìn trong tay chấn yêu thương, thầm nghĩ. Thi triển cực đạo nhất kích, lập tức bộc phát lực lượng quá mạnh mẽ, đối với trường thương phụ tải cũng phi thường đại. Trước hết giết này hai cái thi vệ nói sau. Lục Minh tâm niệm chuyển động vài cái, trường thương chấn động, tiếp tục hướng hai cái thi vệ đánh tới. Cực lớn mũi thương chúi xuống mà xuống, hơn nữa gã đại hán đầu chọc cùng gầy còm đàn ông phối hợp, chỉ là hai chiêu, hai cái thi vệ tụ miệng lớn ho ra máu, bị thương thật nặng. Cứu mạng, khuê thiếu, cứu mạng a hát. Hai cái thi vệ điên cuồng kêu to lên, dốc sức liều mạng hướng về kia cái hố sâu chạy tới. Bên kia còn có ngươi, mau chóng chém giết hai người này. Lục Minh hét lớn. Nghe hai cái thi vệ ý tứ, cái kia trong hố sâu, còn có ngươi, hơn nữa, tựa hồ càng mạnh hơn nữa. Không biết nguyên nhân gì, đến bây giờ đều không có xuất hiện, nhưng bất kể như thế nào, trước chém giết hai cái thi vệ. Muốn đi, chết đi. Gã đại hán đầu chọc giống to hướng về hai cái thi vệ đánh tới. Tại tăng thêm Lục Minh cùng gầy còm đàn ông, hai cái thi vệ căn bản ngăn cản không nổi. Oanh! Lục Minh trường thương đại như núi, tụ hợp ba loại ý cảnh, hướng phía dưới đè xuống. Cái kia tuổi già thi vệ kêu thảm thiết, thân thể đùng đùng không dứt vang lên, bị Lục Minh oanh tiến vào trong đất bùn. Trong miệng máu tươi chảy ròng, đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. A hát! Bên kia, tráng hán đầu chọc nhất đao chém ra, đem cái kia thi vệ trẻ thành hai nửa. Đến tận đây, bốn cái thi vệ, toàn bộ bị chém giết. Bốn cái thi vệ vừa chết, những cái, chấm kia luyện thi, cũng giống như đầu gỗ đồng dạng sử tại đó. A hát a ha ha, thiên thi tông đạp nát, rốt cục bị giết chết rồi. Gã đại hán đầu chọc cười to. Từ Trọng, Hoàng Tĩnh đằng nhân cũng dài hô một hơi, như chút được gánh nặng. Từ Trọng, Hoàng Tĩnh, Bạch Phát lão giả hướng về Lục Minh đi tới, chỉ là bọn hắn trên mặt biểu lộ, lại cực kỳ phức tạp. Lục Minh, trước đó thực là có mắt không nhìn được Thái Sơn, rõ ràng không có nhận ra, thật sự là hổ thẹn. Từ Trọng hướng Lục Minh liền ôm quyền, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Khách khí. Lục Minh tùy ý nói. Mà Hoàng Tĩnh cắn chặt bờ môi, sắc mặt xấu hổ đỏ bừng, nhìn về phía Lục Minh, muốn nói lại thôi, muốn cùng Lục Minh xin lỗi, nhưng nghĩ đến nàng chi lúc trước cái loại này thái độ, thật sự kéo không dưới cái này thể diện. Nàng trước đó chào phúng Lục Minh đến liên lụy bọn hắn, nhưng sự thật đâu này. Nhưng lại Lục Minh cứu được bọn hắn, lúc này đây nếu như không phải Lục Minh, bọn họ chỉ sợ nguy hiểm.
Lục tiểu huynh đệ quả nhiên danh bất hư truyền, sau nghe đồn còn muốn lợi hại hơn cũng rất nhiều a hát, trước đó bao nhiêu có mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Gã đại hán đầu chọc cũng đã đi tới, phi thường hào sảng cười nói. Trước đó, hắn đã từng khinh thị Lục Minh, cho rằng Lục Minh đến liên lụy bọn hắn. Nhưng hiện tại bọn hắn phát hiện, Lục Minh chiến lực, căn bản so nghe đồn càng mạnh hơn nữa. Các vị, căn cứ vừa rồi mấy cái thi vệ nói, này trong hố sâu, tất nhiên còn có thiên thi tông ngươi, kế tiếp, các vị có tính toán gì không? Lục Minh nói tránh đi. Ta cảm thấy được có lẽ lập tức rời khỏi tại đây, đem tình huống nơi này bẩm báo lên, làm trên diện phái ra càng mạnh hơn nữa cao thủ đến đây. Từ Trọng sắc mặt có chút ngưng trọng mà nói. Lục Minh chiến lược tuy nhiên, nhưng dù sao vẫn là cái nửa bước vương giả, như nếu như đối phương đi ra nhất cái võ vương nhị trọng cao thủ, này bọn hắn đều nguy hiểm. Võ vương cảnh, mỗi một trọng ở giữa chênh lệch, đều rất lớn. Võ vương nhị trọng, hoàn toàn có thể đủ nhẹ nhóm đánh chết võ vương nhất trọng vũ giả. Ta cũng hiểu được có lẽ rời khỏi tại đây. Hoàng Tĩnh nói, ta ngược lại không như vậy cảm thấy. Gã đại hán đầu chọc ánh mắt nhìn hướng về phía cái kia hố sâu, liếm liếm bờ môi nói. A hát, Từ Trọng đẳng nhân có chút kinh ngạc nhìn về phía gã đại hán đầu chọc. Các vị, trước đó, Thiên Vân Tông, Huyễn Kiếm Tông, Hắc Sư Đường, tam cái thế lực võ tông đã ngoài cường giả, toàn bộ không thấy rồi, nhất định là bị thiên thi tông ngươi đánh chết, hơn nữa đem thi thể mang đến, nhất định là tại dùng những cái, chấm kia thi thể tu luyện nào đó công pháp, hoặc là luyện chế nào đó cường đại luyện thi. Mà bây giờ, chúng ta đem bốn cái thi vệ toàn bộ đánh chết, đối phương tuyệt đối đã nghe thấy được động tĩnh, lại chậm chạp không hữu hiện thân, ta phỏng đoán, đối phương khẳng định tại tu luyện thời khắc mấu chốt, nếu như chúng ta bây giờ tiến vào, nói không chừng có thể đem đối phương một lần hành động đánh chết, đây chính là nhất cái công lao lớn. Gã đại hán đầu chọc mục chói, tràn đầy lửa nóng chi ý. Đế Thiên Thần Cung cùng Thiên Thi Tông, chính là tử địch, hiện tại, Thiên Thi Tông ngươi rõ ràng đã thẩm thấu tiến thiên huyền vực đông bộ đến rồi, nếu như có thể đánh chết một ít tu vị cao cường thi vệ, Đế Thiên Thần Cung tuyệt đối sẽ trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Lập tức, Từ Trọng mấy người, có chút ý động rồi. Thế nhưng là, ta vẫn cảm thấy nguy hiểm quá lớn. Từ Trọng nhíu mày trầm ngâm, mở miệng nói. Lục huynh đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Gã đại hán đầu chọc ánh mắt nhìn hướng về phía Lục Minh. Lập tức, Từ Trọng, Hoàng Tĩnh các loại ánh mắt của người, cũng nhìn về phía Lục Minh. Ở chỗ này, có thể nói Lục Minh chiến lược tối cường, trong lúc vô hình, trong lòng mọi người sức nặng cũng tăng lên thật nhiều. Ta cũng có thể. Lục Minh cười nhạt một tiếng, nói. Thật sự là hắn không sao cả, hắn tu luyện có Cửu Long Đạp Thiên Bộ, đến lúc đó thật sự gặp được cái gì không thể địch cao thủ, hắn tự tin, đào tẩu vẫn là có thể đấy. Thấy vậy, gã đại hán đầu chọc con mắt sáng ngời, nói, không bằng như vậy, chúng ta trước đi cái kia hố sâu, dò xét một phen, nếu như một gặp nguy hiểm, đang quyết định bước tiếp theo hành động, như thế nào? Như thế, ngược lại là có thể thực hiện. Từ Trọng suy tư một chút, nói. Hoàng Tĩnh, Bạch Phát lão giả cũng gật gật đầu. Làm như vậy, là so sánh ổn thỏa đấy. Như là đã làm xong quyết định, mọi người lúc này thu liếm khí tức, hướng về kia cái hố sâu mà đi. Thời gian dần qua tới gần cái kia hố sâu rồi. Hố sâu, phi thường to lớn, hiện lên hình tròn, đường kính vượt qua ngàn mét, phía dưới một mảnh đen kịt, có nồng đậm thi khí tán phát ra, căn bản thấy không rõ phía dưới có cái gì. Hiện tại, làm sao bây giờ? Đầu tiên mở miệng chính là Hoàng Tĩnh. Ta xem, vẫn là trước tiên lui ra. Từ Trọng mở miệng. Bịch. Đúng lúc này, hố sâu phía dưới, truyền đến khóa sắt va chạm thanh âm. Không tốt, đối phương giống như có thể động thủ. Từ Trọng sắc mặt cuồng biến. Bịch, bịch. Lúc này, hố sâu ở dưới khóa sắt tiếng va chạm, càng tăng lên liệt rồi. Như là có vô số đầu khóa sắt, điên cuồng bay múa lên trên. Lui, chúng ta trước tiên lui. Từ Trọng kinh hô. Lục Minh cũng ánh mắt ngưng tụ, ý định rút đi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác bên trái, có một đạo lạnh như băng sát ý, hướng về hắn tràn ngập mà đến, đồng thời, một đạo vô cùng sắc bén kiếm quang, hướng về Lục Minh đâm tới. Tốc độ cực nhanh, như tốc độ ánh sáng, lập tức tụ tới gần Lục Minh. Đây không phải đến từ hố sâu, mà là đến từ bên cạnh hắn, là người một nhà. Muốn chết, Lục Minh lạnh quát một tiếng, phảng phất mọc thêm con mắt, trong tay chấn yêu thương quét ngang mà ra. Oanh, kiếm khí sụp đổ, một đạo thân ảnh kêu thảm một tiếng, bị Lục Minh mũi thương oanh trúng, rất xa phi đi ra ngoài, trên mặt đất trượt hơn 1000 mét khoảng cách. Lúc này,
Lục Minh Tài xoay qua chỗ khác đầu mà, ánh mắt lạnh như băng vô tình. Là cái kia chừng 50 tuổi gầy còm đàn ông, Tống Kha. Ra tay đánh lén Lục Minh đấy, lại là Tống Kha. Lúc này, Tống Kha thân thể, thiếu chút nữa bị Lục Minh nhất thương rút phát nổ, rách mướp, nhận lấy trọng thương. Chuyện gì xảy ra, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Từ Trọng, Hoàng Tĩnh mấy người lúc này mới kịp phản ứng, kinh hô liên tục. Bọn hắn đều mộng rồi, không rõ vì cái gì Tống Kha đột nhiên đến đánh lén Lục Minh. Ngươi tại sao phải phòng bị ta? Tống Kha một bên ho ra máu, một bên không cam lòng kêu to. Rất đơn giản, từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy ta, ngươi tự biểu hiện quá bình tĩnh, những người khác đối với ta bao nhiêu có chút khinh thị, chỉ có ngươi, quá mức bình tĩnh, giống như sớm đã biết rõ ta là ai giống như, hơn nữa, trên nửa đường, ngươi có một hai lần xem ta thời điểm, có sát cơ hiện lên, ngươi đã cho ta không có phát hiện. Ta chỉ là giả bộ như không biết mà thôi. Lục Minh cười lạnh, lạnh như băng nhìn xem Tống Kha. Ngươi! Tống Kha trong mắt xẹt qua một tia sợ hãi chi ý. Hắn tuyệt đối cũng không nghĩ tới, Lục Minh tuổi còn trẻ, tâm tư lại như thế kín đáo. Tự một chút như vậy sơ hở mà thôi, đã bị Lục Minh chú ý tới. Nói, rốt cuộc là ai phái ngươi tới giết ta đấy? Lục Minh quát lạnh, lạnh lùng sát cơ, bao phủ hướng Tống Kha. Ha ha, ngươi nghĩ muốn biết, ngươi cho dù giết ta, ta cũng sẽ không nói. Tống Kha cười to. Đáng giận, Tống Kha, ngươi cư nhiên như thế hèn hạ, để cho ta tới đập chết ngươi. Gã đại hán đầu chọc nộ khí trùng thiên, nhất bộ bước ra, một trường muốn hướng về Tống Kha oanh khứ. Nhưng lại tại gã đại hán đầu chọc một trường oanh ra lập tức, hắn thân thể bỗng nhiên uốn éo, thân hình vòng vo nửa vòng, bành trướng trưởng lực, điên cuồng hướng về Lục Minh ngực oanh khứ. Lần này, quá mức đột nhiên rồi, mà ngay cả Lục Minh đều không có kịp phản ứng. Vô ý thức đấy, cửu long huyết mạch bộc phát ra, hình thành nhất cổ cường đại thôn phệ chi lực, bao phủ bản thân. Sau một khắc, gã đại hán đầu chọc khủng bố trưởng lực, điên cuồng hướng về Lục Minh thân thể oanh khứ. Cửu long huyết mạch thôn phệ chi lực bộc phát, đem gã đại hán đầu chọc trưởng lực, cắn nuốt gần 5 tầng, nhưng còn lại 5 tầng, y nguyên oanh tại Lục Minh trên thân thể. Oanh! Lục Minh phảng phất bị một tòa thái cổ thần sơn đụng bên trong giống như, thân thể trực tiếp hướng về phía sau bay đi, phía sau, chính là cái hố sâu. Ngươi, các ngươi làm gì? Từ Trọng, Hoàng Tĩnh, còn có cái kia Bạch Phát lão giả, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, không rõ gã đại hán đầu chọc vì cái gì cũng đột nhiên tập kích Lục Minh. Ha ha, Lục Minh, đi chết đi. Gã đại hán đầu chọc điên cuồng cười to. Đồng thời, gã đại hán đầu chọc ngưng khí truyền âm, một giọng nói truyền vào Lục Minh trong tai. Lục Minh, ai kêu ngươi đắc tội Lôi Chi Điện chủ đấy, cái này là muốn chết. Còn có, Thu Trường không cùng Tiết Siêu, đã tiến về trước Vân Đế Sơn Mạch Liệt Nhật Đế Quốc, ngươi thân bằng hảo hữu đều phải chết. Oanh! Gã đại hán đầu chọc lời mà nói, như nhất khỏa lôi đình, tại Lục Minh trong óc nổ vang. Lục Minh con mắt, thoáng cái tựu đỏ lên. Lôi Chi Điện chủ, Thu Trường không, Tiết Siêu, đáng chết, sát, sát. Lục Minh trong nội tâm giống to. Bịch đang. Lúc này, trong hố sâu, bay ra hơn 10 đầu màu đen khóa sắt, hướng về Lục Minh bọn hắn quấn quanh mà đi. Mấy chục đầu màu đen khóa sắt, mỗi nhất đầu, đều có thủ đoạn phẩm chất, như một mảnh dài hẹp màu đen độc xà, xuyên phá hư không, uy lực mạnh đáng sợ. Mỗi người, đều có 4-5 đầu khóa sắt vào xem. Cút ngay. Gã đại hán đầu chọc giống to, chiến đao bạo chạm mà ra, đạo đạo lưỡi đao, đem khóa sắt bổ ra. Vù, vù. Cũng có 5 đầu khóa sắt, hướng về Lục Minh quấn quanh mà đi. Ông, ông. Lục Minh tay vung lên, ngưng tụ ra một cây cán trường thương, hướng về tứ phía bay đi, ngăn cản 4 phía khóa sắt. Đồng thời chân khí bắn ra, thân thể muốn phóng lên trời, bất quá, thân thể khẽ động, hắn ngực, tự truyền ra một hồi toàn tâm đau đớn. Gã đại hán đầu chọc đột nhiên tập kích, hắn xác thực vội vàng không kịp chuẩn bị. Gã đại hán đầu chọc, vừa thấy mặt, tự đối với Lục Minh lộ ra ý trào phúng, này lại để cho Lục Minh đối với hắn buông lỏng cảnh giác, hôm nay muốn, hoàn toàn là cố ý đấy. Khởi! Lục Minh khẽ quát một tiếng, cường hành hướng lên lao ra. Đi xuống cho ta! Gã đại hán đầu chọc giống to, song tay cầm đao, một đạo rừng rực lưỡi đao, hướng về Lục Minh đỉnh đầu bạo chạm mà ra. Đang! Lục Minh lấy trường thương ngăn cản, nhưng thân thể, không khỏi rơi đi xuống mà. Vù, vù! Khóa sắt bay múa, hơn 10 căn khóa sắt, hướng về gã đại hán đầu chọc cùng Lục Minh quấn quanh mà đi. Đồng thời, trong hố sâu, lại chạy ra khỏi hơn 10 đầu khóa sắt.
Lục Minh toàn lực ngăn cản, nhưng tối chung, vẫn bị một sợi dây xích đá triền trụ. Ha ha ha, Lục Minh, ngoan ngoãn đi chết đi. Gã đại hán đầu chọc cười to. Cùng một chỗ xuống đây đi. Lục Minh ánh mắt lạnh như băng, vung tay lên, 7-8 cây thương mang, hướng về gã đại hán đầu chọc ám sát mà đi, đồng thời, hắn khẽ vươn tay, bắt lấy một sợi dây xích, đột nhiên vung lên, khóa sắt lên, dung hợp ba loại ý cảnh, hướng về gã đại hán đầu chọc đánh tới. Gã đại hán đầu chọc giống to, kiệt lực ngăn cản quanh thân khóa sắt, lại muốn ứng phó Lục Minh đánh ra hơn 10 cán trường thương, lập tức luống cuống tay chân. Lúc này, Lục Minh vung vẩy khóa sắt, đánh tan gã đại hán đầu chọc phòng ngự, đưa hắn một mực cuốn lấy. Đáng chết! Gã đại hán đầu chọc kinh sợ vô cùng, gào rú liên tục. Kêu la cái gì, cùng một chỗ đi xuống đi. Lục Minh cười lạnh. Cho ta đoạn. Gã đại hán đầu chọc nhanh chóng đầu chọc thượng đều là mồ hôi lạnh, trong tay chiến đao điên cuồng chém vào khóa sắt lên, nhưng loại này khóa sắt, cũng không biết là cái gì chất liệu chế tạo mà thành, cứng rắn vô cùng, gã đại hán đầu chọc trong lúc nhất thời căn bản chém không đứt. Vù, vù. Lúc này, có càng nhiều khóa sắt đã triền trụ Lục Minh cùng gã đại hán đầu chọc, đem hai người bọn họ túm rơi xuống hố sâu. Hố sâu ngoài, Từ Trọng, Hoàng Tĩnh, Bạch Phát lão giả ba người đem hết toàn lực, trốn ra khóa sắt công kích phạm vi, rất xa chạy thoát đi ra ngoài. Vù vù. Khóa sắt sắt lấy Lục Minh cùng gã đại hán đầu chọc, một mực rơi đi xuống mà. Không, không, ta không thể chết ở chỗ này. Gã đại hán đầu chọc dốc sức liều mạng giãy giụa, trong miệng gầm rú liên tục. Nhưng, căn bản giãy kiếm được không thoát được khóa sắt trói buộc. Lục Minh, ngược lại là rất bình tĩnh, ánh mắt dò xét bốn phía. Này cùng nhau đi tới, Lục Minh gặp được hiểm cảnh nhiều vô số kể, hắn rất rõ ràng, càng là nguy hiểm, càng là không thể bối rối, tài năng tìm ra cách phá giải. Trong cơ thể hắn chiến long chân quyết, toàn lực vận chuyển, tại chữa trị lấy thương thế. Hố sâu, thật sự rất sâu. Khóa sắt sắt lấy hai người, bay xuống hơn 2.000 mét, mới rốt cục đến cùng. Phanh, phanh. Khóa sắt sắt lấy hai người, hung hăng ngã trên mặt đất. Sau đó, khóa sắt rõ ràng nới lỏng ra, Lục Minh cùng gã đại hán đầu chọc khôi phục tự do. Nhất khôi phục tự do, gã đại hán đầu chọc liền vội vàng lui sang một bên, cẩn thận nhìn xem Lục Minh. Lục Minh quét mắt nhìn hắn một cái, liền mọi nơi bắt đầu đánh giá. Hố sâu xuống, phi thường u ám, ánh mắt năng chứng kiến khoảng cách, phi thường có hạn. Bốn phía, mơ hồ trong đó, năng chứng kiến từng đạo thân ảnh khoanh chân ngồi trên mặt đất, tại mỗi một đạo thân ảnh trên người, đều có mấy cái khóa sắt, như độc xà giống nhau bay múa đung đưa. Liếc quét tới, tối thiểu không dưới trên trăm đạo thân ảnh. Hắc hắc, các người rơi vào của ta vạn thi trong đại trận, ngoan ngoãn hóa thành của ta luyện thi a. Lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm, vang lên. Thiên thi tông ngươi thật to gan, ta là đế thiên thần cung cấp hai đế thiên thần vệ, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian thả ta, bằng không thì, chờ ta đế thiên thần cung cao thủ vừa đến, tựu là tử kỳ của ngươi. Gã đại hán đầu chọc hét lớn. Hắc hắc, đế thiên thần cung thì thế nào? Vừa rồi xác thực có mấy người đào tẩu rồi, nhưng cho dù bọn hắn thông báo đế thiên thần cung phái ra cường giả đến đây, tối thiểu cũng muốn 3 ngày đã ngoài thời gian, 3 ngày thời gian, đầy đủ ta đại công cáo thành, hơn nữa đem bọn ngươi luyện thành luyện thi rồi. Đạo kia âm lãnh thanh âm lại vang lên. Muốn đem ta luyện thành luyện thi, mơ tưởng. Gã đại hán đầu chọc hét lớn một tiếng, thân hình phóng lên trời, muốn lao ra. Nhưng, bốn phương tám hướng, khóa sắt bay múa, xuất hiện tại trên đỉnh đầu. Đang, đang. Gã đại hán đầu chọc liên tục cùng khóa sắt oanh kích, nhưng căn bản một chút tác dụng đều không có. Hắc hắc, tài của ta vạn thi trong đại trận, đừng nói ngươi chính là nhất cái võ vương nhất trọng đỉnh phong vũ giả, coi như là võ vương tam trọng vũ giả đến rồi, cũng xông không đi ra ngoài, ngoan ngoãn hóa thành của ta luyện thi a. Đạo kia âm thanh cười lạnh. Vù vù. Vừa mới nói xong, trong hố sâu, như là nổi lên từng cơn cuồng phong, đồng thời, từng cơn sương mù tràn ngập mà đến. Không tốt, là thi khí. Gã đại hán đầu chọc sắc mặt đại biến. Không muốn làm vô dụng phản kháng, tài của ta thi khí xuống, hóa thành luyện thi a. Đạo kia thanh âm lớn cười. Nồng đậm thi khí, lập tức đem gã đại hán đầu chọc cùng Lục Minh bao phủ. Lục Minh nhướng mày, chân nguyên vận chuyển, rậm rạp toàn thân, ngăn cản bốn phía thi khí. Nhưng, xì xì, thi khí cùng chân nguyên tiếp xúc, rõ ràng bắt đầu rất nhanh ăn mòn khởi chân nguyên đến. Bên kia, gã đại hán đầu chọc điên cuồng hét lên, hiển nhiên cũng là gặp phải kết quả giống nhau.
Ta nói, vô dụng đấy, đây là vạn thi đại trận ngưng luyện ra vạn thi chi khí, năng ăn mòn chân nguyên, các ngươi căn bản ngăn không được, ha ha. Đạo kia thanh âm lại vang lên. Đáng chết, Lục Minh, đều tại ngươi, đều tại ngươi. Gã đại hán đầu chọc gào thét liên tục, sợ phải chết. Nếu như không phải Lục Minh đem hắn túm xuống, hắn như thế nào gặp phải như thế tuyệt cảnh. Lục Minh chẳng muốn điều hắn, toàn lực vận chuyển chân nguyên, đồng thời điều khiển cửu long huyết mạch, bộc phát ra thôn phệ chi lực. Vù vù. Lục Minh bốn phía, những cái chấm kia thi khí, quả nhiên bị cửu long huyết mạch thôn phệ chi lực cắn nuốt, đối với Lục Minh một chút tác dụng đều không có. Đương nhiên, Lục Minh sử dụng vô cùng che giấu, những người khác cũng không có phát hiện. Lúc này, Lục Minh khoanh chân mà ngồi, bắt đầu toàn lực vận công chữa thương, nhưng người ở bên ngoài xem ra, hắn là tại vận công ngăn cản thi khí. Đáng chết, đáng chết. Gã đại hán đầu chọc không ngừng gào rú, cũng khoanh chân mà ngồi, toàn lực vận công ngăn cản. Ken két. Lục Minh thân thể, phát ra rất nhỏ tiếng vang, tại hoạt động khôi phục lấy. Lấy Lục Minh hiện tại thân thể cường độ, khôi phục khả năng quả thực khủng bố, hơn nữa chiến long chân quyết, Lục Minh khôi phục năng lượng, đã đến biến thái tình trạng. Một giờ, gần một giờ, Lục Minh thương thế, đã khỏi hẳn rồi. Vù. Lục Minh mở ra hai mắt, đứng lên, đi nhanh hướng về gã đại hán đầu chọc đi đến. Vừa rồi, hắn chỉ là muốn chữa thương mà thôi, có thể không có nghĩ qua muốn thả quá gã đại hán đầu chọc. Tựa hồ cảm giác được Lục Minh động tĩnh, gã đại hán đầu chọc cũng mở ra hai mắt, cuống quýt đứng dậy, kêu lên, Lục Minh, ngươi muốn làm gì? Làm gì, đương nhiên là sát ngươi rồi. Lục Minh cười nhạt nói. Sát ta, hiện tại là lúc nào rồi, ngươi cũng nghĩ đến sát ta, hiện tại, chúng ta có lẽ đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ nghĩ biện pháp sát đi ra ngoài. Gã đại hán đầu chọc kêu to. Gần kề chỉ là một giờ mà thôi, gã đại hán đầu chọc khí tức, tựu hư nhược rồi không ít, trên mặt, hiện ra nhất tầng thi khí. Không cần, giết ngươi, chính ta đến nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Lục Minh cười lạnh, đi nhanh hướng gã đại hán đầu chọc đi đến. Gã đại hán đầu chọc trên mặt toát ra mồ hôi lạnh, thân hình liên tục rút lui. Hắc hắc. Bốn phía, truyền ra đạo kia âm lãnh thanh âm, tựa hồ là tại xem kịch vui. Lục Minh, ngươi cũng bị thi khí ăn mòn rồi, ta không tin, ngươi năng để giết ta, hiện tại ngươi cùng ta động thủ, chỉ sẽ tăng nhanh thi khí ăn mòn tốc độ, tự chịu diệt vong. Gã đại hán đầu chọc giống to. Điểm này, cũng không cần ngươi quan tâm. Lục Minh lạnh lùng cười cười, bàn tay hư cầm, một cây trường thương xuất hiện. Ông, trường thương chấn động, ba loại ý cảnh bộc phát, khủng bố mũi thương, hướng về gã đại hán đầu chọc oanh khứ. Gã đại hán đầu chọc gào thét, chiến đao xuất hiện, cùng Lục Minh đại chiến. Nhưng, hắn đã bị thi khí ăn mòn, hư nhược rồi một mảng lớn, ở đâu là Lục Minh đối thủ, chỉ là mấy chiêu mà thôi, hắn tự liên tiếp lui về phía sau, một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi như thế nào đến không có việc gì? Gã đại hán đầu chọc phát ra không thể tưởng tượng nổi giống to. Hắn phát hiện, Lục Minh chiến lực, y nguyên tại đỉnh phong trạng thái, một chút việc cũng không có. Giống. Lục Minh trường thương đâm ra, nhất đầu tam sắc chân long bay múa mà ra, đối với gã đại hán đầu chọc va chạm, gã đại hán đầu chọc kêu thảm thiết, trong miệng máu tươi cuồng phun, thân thể rất xa phi đi ra ngoài, té lăn trên đất. Lục Minh vừa sải bước ra, xuất hiện tại gã đại hán đầu chọc trước người. Không, không muốn sát ta, cầu ngươi tha cho ta đi. Gã đại hán đầu chọc hoảng sợ giống to, lúc này, hắn đã bản thân bị trọng thương, khó có thể phản kháng. Vừa rồi, ngươi đối với ta động thủ thời điểm, có thể có nghĩ qua tha cho ta. Lục Minh cười lạnh, ánh mắt mũi nhọn như điện. Gã đại hán đầu chọc trì trệ, sắc mặt không ngừng biến ảo. Hắn vừa rồi hận không thể đem Lục Minh triệt để đánh chết, làm sao lại nghĩ lấy tha cho Lục Minh. Hiện tại, tiễn đưa ngươi lên đường đi. Lục Minh nói. Không, không, không muốn sát ta, không muốn sát ta, Lục Minh, ta hao hết thiên tân vạn khổ, tài tu luyện đến võ vương chi cảnh, không muốn tựu như vậy chết a hát. Gã đại hán đầu chọc kêu to, tu luyện đến võ vương chi cảnh, có ngàn năm thọ nguyên, hắn cũng không muốn như vậy chết a hát. Nhưng Lục Minh ánh mắt lạnh như băng, bất vi sở động. Còn có, ta là Lôi Chi Điện chủ ngươi, ngươi giết ta, Lôi Chi Điện chủ khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Gã đại hán đầu chọc mắt thấy mềm không được, sẽ tới cứng rắn được rồi. Lôi Chi Điện chủ cái kia lão thất phu, ta sớm muộn muốn lấy hắn đầu chó. Lục Minh lạnh lùng nói. Ngươi cũng muốn giết Lôi Chi Điện chủ, ngươi đây là vọng tưởng, ta không ngại nói cho ngươi biết,
Lôi Chi Điện chủ hậu trường, là thánh gia, Thiên Huyền vực hai đại gia tộc một trong thánh gia. Gã đại hán đầu chọc giống to. Nói nhảm vãi lều. Oanh. Lục Minh lạnh quát một tiếng, một cước bước ra, một cước này, ẩn chứa cửu long đạp thiên bộ lực lượng. Đùng đùng không dứt. Gã đại hán đầu chọc trên người vang lên một mảnh bạo tiếng nổ, toàn thân cốt cách đều gãy đi, như một bãi bùn nhão, nằm trên mặt đất. Ta cũng không giết ngươi, tự cho ngươi chậm rãi cảm thụ được mình biến thành luyện thi a. Lục Minh cười lạnh nói. Không, Lục Minh, ngươi chết không yên lành, ta biến thành luyện thi, ngươi cũng trốn không thoát mà, ngươi cũng trốn không thoát mà, ngươi sớm muộn cũng muốn biến thành luyện thi, ha ha ha. Mắt thấy một có hy vọng rồi, gã đại hán đầu chọc cuồng tiếu. Lục Minh mặc kệ hắn, ngẩng đầu nhìn hướng lên phương. Vù! Thân thể của hắn, đột nhiên phóng lên trời, nhất thương hướng về đỉnh đầu hung mãnh đâm mà đi. Nhất đầu tam sắc chân long bay múa mà ra. Vù! Vù! Lập tức, bốn phương tám hướng, khóa sắt ngang trời, che khuất bầu trời. Một mảnh dài hẹp khóa sắt rút xuống, quất vào tam sắc chân long trên người. Khóa sắt quá nhiều đấy, trọn vẹn vượt qua mấy trăm đầu, chỉ là lượng cái hô hấp, tam sắc chân long tự chạy bại ra, hóa thành hư vô. Căn bản sông không đi ra ngoài, Lục Minh rơi xuống mặt đất. Ha ha ha, vô dụng đấy, Lục Minh, ngươi cũng chết chắc rồi. Gã đại hán đầu chọc cười to. Hắc hắc, đều hóa thành của ta luyện thi à. Đạo kia âm lãnh tiếng cười lại vang lên. Lục Minh nhíu mày, lập tức khoanh chân mà ngồi, suy nghĩ đối sách. Cái này vạn thi đại trận, lấy ta thực lực bây giờ, căn bản sông không đi ra ngoài, làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Lục Minh trong mắt, lộ ra một tia lo lắng. Hắn cũng không phải bởi vì bản thân an ủi mà lo lắng. Bốn phía thi khí, căn bản không làm gì được hắn cả, hắn chỉ cần các loại mấy ngày, có lẽ đế thiên thần cung cường giả sẽ tới cứu hắn rồi. Nhưng, đúng là mấy ngày nay, hắn đợi không được. Thu Trường Không, Tiết Siêu, đã tiến về trước liệt nhật đế quốc rồi, lấy Tiết Siêu võ vương cảnh giới thực lực, Huyền Nguyên kiếm phái, Xích Tiêu cốc hai đại tông môn, căn bản không cách nào chống lại, chỉ có thể bị diệt. Tính toán thời gian, Thu Trường Không cùng Tiết Siêu, có lẽ sớm liền đạt tới liệt nhật đế quốc rồi. Hiện tại đoán chừng tại điều binh khiển tướng, điều động đại quân, vây giết Huyền Nguyên kiếm phái. Lưu cho Lục Minh thời gian không nhiều lắm rồi, cho nên hắn tải gấp. Nếu như Huyền Nguyên kiếm phái bị diệt, hắn cha mẹ gặp chuyện không may, hắn đem thương tiếc chung thân. Làm như thế nào đột phá cái này vạn thi đại trận đâu này? Nếu như ta bây giờ có thể đủ đột phá võ vương chi cảnh, có lẽ ta có thể lao ra. Lục Minh tâm niệm cấp chuyển. Võ vương, muốn đột phá võ vương, nói dễ vậy sao? Trong khoảng thời gian này, Lục Minh lôi chi ý cảnh, tiến triển nhanh nhất, nhưng khoảng cách ngưng tụ ý cảnh phù văn, còn có một khoảng cách, trong thời gian ngắn, rất nan ngưng tụ ra ý cảnh phù văn. Bỗng nhiên, Lục Minh con mắt sáng ngời, sau đó hiện lên một tia điên cuồng chi sắc. Hôm nay, chỉ có binh đi hiểm chiêu rồi. Lập tức, Lục Minh tâm niệm tập trung, sau một khắc, hắn tâm thần, tại mình trong thức hải lộ ra hóa mà ra. Nhìn về phía trước cái kia cực lớn lôi đỉnh, Lục Minh trong mắt, điên cuồng chi sắc càng đậm. Trước đó, hắn căn bản không dám quá mức tới gần lôi đỉnh, sợ bị lôi đỉnh thượng lôi điện đánh tan tâm thần, hồn phi phách tán. Nhưng hiện tại, Lục Minh ý định liều mạng. Hắn muốn nhờ lôi đỉnh thượng lôi điện chi lực, nhanh hơn lôi chi ý cảnh lĩnh ngộ, một lần hành động phá tan võ vương chi cảnh. Đạp! Lục Minh dẫm trận tại chỗ, hướng về lôi đỉnh đi đến. Nhất bộ, Lục Minh càng chạy càng nhanh, rất nhanh tới gần lôi đỉnh. Xì xì! Lôi đỉnh lên, điện quang lập lòe, lôi điện tung hoành, khủng bố áp lực, điên cuồng đặt ở Lục Minh trên người. Lục Minh lộ ra hóa tâm thần, tại kịch liệt lay động. Nhưng càng đến gần lôi đỉnh, lôi chi ý cảnh, lại càng rõ ràng, Lục Minh cảm giác, hắn đối với lôi chi ý cảnh lĩnh mộ, tại nhanh hơn. Không đủ, vẫn là không đủ, còn kém xa. Lục Minh tâm thần, càng ngày càng tới gần lôi đỉnh rồi. Cuối cùng, Lục Minh cự ly lôi đỉnh, chỉ có vài thước xa, đến nơi này, Lục Minh tâm thần, kịch liệt rung động lắc lư mà bắt đầu, giống như tùy thời đến tiêu tán. Liều mạng, thành bại, lúc này một lần hành động. Lục Minh trong mắt, điên cuồng vẻ tàn nhẫn, không ngừng lập lòe. Sau một khắc, hắn đột nhiên nhất bộ bước ra, thân thể hướng về phía trước phóng đi. Sau đó, một trường đánh ra, đối với lôi đỉnh. Phanh! Một trường vỗ vào lôi đỉnh phía trên, lập tức, nhất cổ kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng lôi chi ý cảnh bộc phát ra,
đem lục minh tâm thần triệt để bao phủ. Lục minh tâm thần, một điểm chống cự chi lực đều không có, trực tiếp tán loạn ra. Lục minh cảm giác trước mắt tối sầm, liền cái gì cũng không biết rồi. Cũng không biết đã qua bao lâu, lục minh mới có một ít chi giác. Nhưng hắn không biết mình thân ở nơi nào, tốt như mình tại vô tận trong hư không phiêu đáng. Đồng thời, hắn cảm giác thân thể truyền đến từng cơn chập choạng ngứa, giống như có vô tận dòng điện tại thân thể của hắn lưu đi. Đây là nơi nào? Lục minh dùng sức mở ra hai mắt, lại phát hiện trước mắt một mảnh đen kịt, cái gì cũng nhìn không tới. Nhưng hắn có thể cảm giác được, quanh thân, nhộn nhạo lấy vô cùng ý cảnh. Lôi chi ý cảnh. Thật mạnh lôi chi ý cảnh, ta cảm giác, ta đã cùng lôi chi ý cảnh hợp hai làm một rồi. Lục minh con mắt quang tỏa sáng, lập tức toàn lực lĩnh ngộ gỡ mìn chi ý cảnh. Hắn đối với lôi chi ý cảnh lĩnh ngộ, đột nhiên tăng mạnh, có thể dùng khủng bố để hình dung. Cũng không biết đi qua bao lâu, hắn đối với lôi chi ý cảnh lĩnh ngộ, so với trước, cường đại rồi gấp bội. Lục minh cảm giác, đã đến một cái cực hạn, bước tiếp theo, có thể ngưng tụ ý cảnh phù văn rồi. Ông, đúng lúc này, thiên địa chấn động, lục minh cảm giác thấy hoa mắt, sau một khắc, hắn liền chứng kiến, hắn đang ở giữa không trung, một bàn tay đánh vào lôi đỉnh phía trên. Đang, lôi đỉnh hơi khẽ chấn động, nhất cổ lực lượng cường đại tuôn ra, lục minh thân thể không khỏi hướng về sau bay ngược. Đạp, đạp, lục minh liên tục lui về phía sau vài chục bước, mới đứng vững thân hình. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ta trước đó kinh nghiệm cái kia hết thảy, chỉ là quá khứ một cái chớp mắt mà thôi sao? Lục minh có chút khiếp sợ nghĩ đến. Bởi vì vừa rồi động tác kia, đúng là hắn đánh ra lôi đỉnh động tác AH. Nếu thật sự là như thế, vậy thì thật là kinh người đến cực điểm. Lui ra ngoài nhìn xem. Tâm niệm vừa động, lục minh thôi lui ra khỏi thức hải, nhìn về phía gã đại hán đầu chọc. Chỉ thấy gã đại hán đầu chọc còn không có tắt thở. Ở đằng kia kêu thảm thiết liên tục, không ngừng bị thi khí ăn mòn lấy. Xem ra, thật đúng là một đi qua bao nhiêu thời gian. Lục minh thở phào một hơi, yên lòng. Hắn thật đúng là sợ đi qua thời gian quá dài, không kịp chạy về liệt nhật đế quốc. Kỳ diệu, cái kia lôi đỉnh thật sự là kỳ diệu, chỉ là lập tức mà thôi, của ta lôi chi ý cảnh, rõ ràng tăng lên gấp bội, bất quá việc này, có thể nhất không thể nhị, vừa rồi, quá nguy hiểm. Trước đó, lục minh thật sự thiếu chút nữa lấy gì, hắn đã hồn phi phách tán, cũng may, tối trung không biết vì cái gì, bị hắn gắng gượng đi qua. Bất quá lúc này đây năng gắng gượng qua đến, tiếp theo tự chưa hẳn rồi. Như không phải vạn bất đắc dĩ, lục minh không biết dùng loại phương thức này mà lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh. Làm không tốt thật sự hồn phi phách tán, đó mới là oan. Hiện tại, có thể bắt đầu ngưng tụ lôi chi ý cảnh đi à nha. Lục minh trong mắt, lộ ra vẻ chờ mong. Oanh! Lục minh trên người, bộc phát ra cường đại khí tức, đơn thuần lôi chi ý cảnh khí tức. Đương nhiên, chỉ là trong nháy mắt, lôi chi ý cảnh khí tức liền hoàn toàn thu liễm đi lên. Cho ta ngưng! Lục minh gầm nhẹ một tiếng. Ông! Lôi chi ý cảnh, thông qua lục minh tam đầu thần mạch, tựa hồ cùng thiên địa đại đạo câu thông cùng một chỗ. Tại mênh mông thiên địa đại đạo ở bên trong, có nhất đầu lôi chi đại đạo, cùng lục minh sinh ra cộng minh. Tí ti ý cảnh sợi tơ, xuất hiện tại lục minh trong thức hải, sau đó, những, này ý cảnh sợi tơ, rõ ràng bắt đầu hội tụ cùng một chỗ. Rất nhanh, những, này ý cảnh sợi tơ, hội tụ cùng một chỗ, dần dần hình thành một đạo phù văn, lôi chi ý cảnh phù văn. Cách đó không xa, gã đại hán đầu chọc trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi kêu to lên, ngưng tụ ý cảnh phù văn, đột phá võ vương, đây là muốn đột phá võ vương chi cảnh. Hắn quả thực khó mà tin được mình chứng kiến hết thảy. Trước đó, lục minh chiến lược tuy nhiên cường đại vô cùng, nhưng càng nhiều nữa, là dựa vào ba loại ý cảnh dung hợp, còn có một loại cường đại vô cùng thiên cấp vũ khí. Chỉ một ý cảnh, cũng không quá cường, tối cường lôi chi ý cảnh, khoảng cách ngưng tụ lôi chi ý cảnh phù văn, còn có rất dài khoảng cách. Nhưng này tài bao lâu, vài phút mà thôi, lục minh lôi chi ý cảnh, rõ ràng có thể ngưng tụ ý cảnh phù văn rồi, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Này, ăn gian, ngươi ăn gian. Gã đại hán đầu chọc gào rú, loại tình huống này, gã đại hán đầu chọc cũng chỉ có năng tìm ra ăn gian cái từ này để hình dung. Đáng chết, ngươi rõ ràng ở thời điểm này đột phá võ vương cảnh, đáng chết a hát. Đạo kia âm lãnh thanh âm, lại vang lên, bất quá lúc này đây, lại tràn đầy thất kinh. Đi chết đi. Âm lãnh thanh âm thét lên, bốn phương tám hướng, hơn 100 đầu khóa sắt điên cuồng hướng về lục minh rút đi. Ầm ầm, có thể vừa lúc đó,
Bên trên bầu trời, thay đổi bất ngờ, mây đen hội tụ, sấm sét vang dội. Một cỗ khổng lồ không cách nào tưởng tượng uy áp, tràn ngập ra đến. Cỗ này uy áp, chính là thiên chi uy áp. Thiên kiếp, đột phá võ vương chi cảnh, ngưng tụ ý cảnh phù văn, nhất định muốn gặp phải thiên kiếp. Đến đây đi. Lục Minh đột nhiên vươn người đứng dậy, lôi chi ý cảnh bộc phát ra, nồng đậm tới cực điểm, đối với hướng hắn rút đến hơn 100 đầu khóa sắt, làm như không thấy. Ầm ầm, xoẹt. Sau một khắc, thiên địa vi bừng sáng, mấy chục đạo có thể có cánh tay phẩm chất lôi điện, từ trời rơi xuống, hướng về Lục Minh bổ tới. Ven đường, những cái chấm kia khóa sắt, bị lôi đình nhất oanh, nhao nhao sụp đổ ra. A hát, đạo kia âm lãnh thanh âm phát ra thét lên. Đến đây đi. Lục Minh giống to, lúc này, tại đỉnh đầu của hắn, một đạo một tấc lớn lên phù văn hiển hiện mà ra, lập lòe chiếu sáng. Oanh, oanh. Mấy chục đạo lôi đình, trước sau oanh tại Lục Minh đỉnh đầu ý cảnh phù văn lên, ý cảnh phù văn không ngừng chấn động, giống như tùy thời đều có thể chạy bại ra. Nhưng cũng may, đem làm lôi đình biến mất thời điểm, ý cảnh phù văn chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng thêm lập lòe chiếu sáng, ngưng thực không ít. Đồng thời, Lục Minh cảm giác thân thể một hồi run lên, có một bộ phận lôi kiếp lực lượng, xuyên thấu qua ý cảnh phù văn, lưu chuyển tại hắn toàn thân, rèn luyện lấy nhục thể của hắn cùng chân nguyên. Đột phá võ vương chi cảnh, trời giáng lôi kiếp, tuy nhiên nguy hiểm, nhưng chỉ cần gắng gượng qua mà, thu hoạch cũng là vô cùng to lớn. Ầm ầm. Trên bầu trời, mây đen không ngừng xoay tròn, tiếng oanh minh càng vang lên, tựa hồ bị Lục Minh gắng gượng qua mà một vòng, khiến nó tức giận rồi. Mây đen lăn mình, quay cuồng, sấm sét vang dội, tựa hồ tại công tác chuẩn bị lấy càng mạnh hơn nữa lôi kiếp. Lúc này, Lục Minh ánh mắt lóe lên, thân hình khẽ động, hướng về bên cạnh vọt tới. Bốn phía, năng ẩn ẩn chứng kiến vô số cỗ thân ảnh, vậy hẳn là đều là luyện thi. Lục Minh thân thể tiến lên, hắn đỉnh đầu kiếp vân, cũng đi theo Lục Minh hướng bên kia di động đi qua, mây đen phạm vi, thuận tiện lấy đem những cái chấm kia luyện thi cũng bao phủ đi vào. A hát, tiểu tử, ngươi làm gì? Còn chưa cút khai mở, mau cút khai mở. Đạo kia âm lãnh thanh âm, thất kinh hét dầm lên. Chít chít méo mó, cho ngươi cũng nếm thử lôi kiếp tư vị. Lục Minh cười lạnh. Độ kiếp thời điểm, là nhất cái phi thường kỳ diệu thời khắc, phàm là bị lôi kiếp bao phủ ở bên trong sinh linh, đều bị lôi kiếp oanh kích. Hơn nữa, sinh linh thực lực càng cường, oanh kích lôi kiếp lực lượng, cũng sẽ càng cường, nhưng bổ về phía người độ kiếp lôi kiếp, là giống nhau, sẽ không thay đổi. Cho nên, hắn ngươi độ kiếp thời điểm, những người khác căn bản khó có thể nhúng tay, cho dù tu vi cường thịnh trở lại, võ đạo cảnh giới tái cao, cũng không dám xuất thủ tương trợ, trợ giúp người khác độ kiếp. Bởi vì như vậy, chỉ biết cho mình rước họa vào thân. Cho nên, độ kiếp, chỉ có dựa vào mình. Xì xì. Lúc này, trên bầu trời, lại là mấy chục đạo lôi đình đánh rớt mà xuống. Số lượng, so vừa rồi nhiều gấp đôi. Trong đó một nửa lôi đình, hướng về Lục Minh bổ tới, mà đổi thành ngoại một nửa, tắc thì hướng về kia chút ít luyện thi cuồng phách mà đi. Lục Minh điều khiển ý cảnh phù văn, kiệt lực ngăn cản. Hơn 10 âm thanh nổ vang về sau. Lục Minh thành công trận này một lớp lôi đình oanh kích, lôi chi ý cảnh phù văn càng thêm óng ánh sáng chói. Có thể những cái chấm kia luyện thi lại thảm nhiều hơn. Luyện thi vốn tựu thuộc về tà dị vật, sợ nhất lôi, hỏa những này chí cương chí dương chi vật, huống chi là lôi kiếp, hoàn toàn đúng là khắc tinh. Một lớp lôi kiếp phách quá, tối thiểu có 20 mấy dụng cụ luyện thi bị phách thành than cốc, bị âm gió thổi qua, hóa thành cho bụi tiêu tán. Đáng chết a hát. Tiểu tạp chủng, lôi kiếp chỉ có 3 đợt, các loại 3 đợt lôi kiếp thoáng qua một cái, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Đạo kia âm lãnh thanh âm lớn giống, tràn đầy cảm giác đau lòng. Hiển nhiên, những cái chấm kia luyện thi đều là bọn hắn theo Huyễn Kiếm Tông các loại 3 cái tông môn đánh chết Võ Tông đã ngoài cường giả thi thể, hắn lấy miếng vải này hạ vạn thi đại trận, đúng là muốn luyện chế một cỗ chí cường luyện thi. Nhưng bây giờ, thoáng cái bị hủy 20 mấy dụng cụ luyện thi. Vạn thi đại trận bị phá, hắn tâm đều tại nhỏ máu a hát. Là sao, vậy thì tiếp tục. Lục Minh thân hình khẽ động, lại xông tới mặt khác một bên. Bên này, cũng có một đống luyện thi. Đạo kia thanh âm giống rít gào liên tục, nhưng cũng không thể tránh được. Ầm ầm, lại là mấy chục đạo lôi đình đánh rớt, lúc này đây lôi đình uy lực, so vừa rồi càng mạnh hơn nữa. Vẫn là một nửa bổ về phía Lục Minh, một nửa bổ về phía những cái chấm kia luyện thi. Ngăn trở. Lục Minh gầm nhẹ, cũng không có ra tay đối kháng lôi đình,
chỉ là toàn lực điều khiển ý cảnh phù văn chống cự. Oanh, oanh. Từng đạo chướng mắt lôi đình, không ngừng bổ vào ý cảnh phù văn lên, mỗi một lần đánh rớt, ý cảnh phù văn đều muốn rung rung thoáng một phát, như là đến sụp đổ ra, nhưng sau một khắc, lại gắng gượng đi qua, hơn nữa biến thành càng thêm ngưng thực đi một tí. Đem làm lôi đình qua đi, ý cảnh phù văn như trước không tiêu tan, óng ánh sáng long lanh, thành tử ngọc chi sắc. Mà một bên, lại có hơn 10 dụng cụ luyện thi bị phách thành than cốc. Thằng cờ hó, tiểu tạp chủng, hiện tại ba đợt lôi đình đã qua, đi chết đi. Đạo kia âm lãnh thanh âm vang lên. Đồng thời, tiếng xé gió truyền đến, vô số cỗ luyện thi, hướng về Lục Minh đánh tới, mà lại tại luyện thi bên trong, Lục Minh còn chứng kiến một người mặc áo đen thanh niên. Người thanh niên này, 25 đến 26 tuổi bộ dạng, sắc mặt tái nhợt, không có chút nào huyết sắc, nhất ánh mắt, lại dài lại chật vật, tràn đầy âm lãnh hào quang. Thằng cờ hó, ta muốn đem ngươi luyện thành luyện thi, thành của ta khôi lỗi, vì ta chinh chiến cả đời. Thanh niên âm lãnh mà nói. Là sao, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Lục Minh khóe miệng, nổi lên một tia không hiểu vui vẻ, lập tức bước chân khẽ động, trực tiếp hướng về áo đen thanh niên cùng đống lớn luyện thi phóng đi. Ầm ầm. Lục Minh đỉnh đầu, sấm sét vang dội, khủng bố áp lực tràn ngập mà xuống, tựa hồ so vừa rồi mạnh hơn. À, đây là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi lôi kiếp đã qua tam luân, còn chưa kết thúc? Không, không, mau lui lại. Áo đen thanh niên, sắc mặt cuồng biến, thét lên liên tục, thân thể hướng về sau cuồng lui. Nhưng những cái chấm kia luyện thi muốn lui, đã chậm. Một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời, lại là mấy chục đạo tia chớp đánh rớt, uy lực càng mạnh hơn nữa một đoạn. Lục Minh con mắt chói, dị thường kiên định, như trước không có động thủ ngăn cản, toàn bộ do ý cảnh phù văn ngăn cản. Ý cảnh phù văn cuồng rung động, như trong gió ánh nến, giống như tùy thời đến dập tắt, nhưng luôn kiên cường gắng gượng đi qua. Ồ, ý cảnh phù văn, rõ ràng biến trường đi một tí. Lôi đình qua đi, Lục Minh kinh hỉ phát hiện, lôi chi ý cảnh phù văn, rõ ràng biến trường đi một tí. Vừa bắt đầu, là một tấc, hiện tại rõ ràng thật dài một ít đoạn. Giống như, vừa mới ngưng tụ ý cảnh phù văn, đều là nhất cấp ý cảnh phù văn. Nhất cấp ý cảnh phù văn, lại chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Mà giống nhau võ vương chi cảnh vũ giả, lĩnh ngộ đều là nhất cấp ý cảnh. Vừa vặn, 4 cấp độ, cùng võ vương cảnh 4 cấp độ muốn ứng. Giống như, cấp thấp vương giả, lĩnh ngộ ý cảnh phù văn giống nhau là nhất cấp nhập môn, ý cảnh phù văn chiều dài, ước chừng trường một tấc. Tiểu thành vương giả, lĩnh ngộ ý cảnh phù văn, là nhất cấp tiểu thành, ý cảnh phù văn trường hai thốn. Lấy loại này đẩy, võ vương chi cảnh, muốn đột phá cảnh giới, nhất định phải có ý cảnh trước đột phá, tu vì tài năng đột phá. Mà bây giờ, Lục Minh còn chưa hoàn toàn đột phá võ vương, hắn ý cảnh phù văn, rõ ràng tự vượt qua một tấc trường rồi, đây là cực kỳ hiếm thấy đấy. Lục Minh trong nội tâm đại hỉ, đây là chuyện tốt. Lục Minh vui, mà cái kia áo đen thanh niên nhưng lại gào thét liên tục. Vừa rồi này một lớp lôi đình, trực tiếp sẽ đem một đống lớn luyện thi trẻ thành than cốc rồi, nhất mắt nhìn đi, tối thiểu có 50 dụng cụ. Chủ yếu là, vừa rồi luyện thi, quá tập trung, vừa lúc bị tận diệt. Của ta luyện thi AH. Áo đen thanh niên kêu thảm thiết, trong nội tâm tại nhỏ máu. Đừng nóng vội, còn có, tiếp tục. Lục Minh cười to, lại hướng về mặt khác liền luyện thi phóng đi. Trên bầu trời, rõ ràng lại có một lớp lôi đình đánh rớt mà xuống. Thứ năm sóng. Giống nhau vũ giả đột phá võ vương chi cảnh, lôi kiếp chỉ có tam luân, nhưng bây giờ, Lục Minh lôi kiếp, rõ ràng xuất hiện thứ năm sóng. Áo đen thanh niên quả thực muốn khóc rồi. Đùng đùng không dứt. Lại là dừng lại, một chầu sét đánh, lại một mảng lớn luyện thi bị phách thành than cốc. Mà Lục Minh, tối trung vẫn là gắng gượng đi qua, ý cảnh phù văn lại dài trường đi một tí, hướng về nhị thốn chiều dài tới gần. Ngươi này cái đồ biến thái, yêu nghiệt. Áo đen thanh niên gào thét. Trong lòng của hắn luống cuống vô cùng, hắn tu vị, đã đạt tới võ vương tam trọng, cường đại vô cùng, nếu tình huống bình thường, hắn có tự tin, một trường có thể trục chết Lục Minh, nhưng hiện tại, hắn căn bản không dám ra tay. Sợ vừa ra tay, khí cơ dẫn dắt phía dưới, lôi kiếp bao phủ ở hắn, đem hắn cùng một chỗ mang vào mà. Trong lòng của hắn giống to, chỉ cần các loại Lục Minh độ hết kiếp, hắn có 100 chủng ác độc phương pháp đối phó Lục Minh. Mắng ta, vậy thì cùng đi a. Lục Minh ánh mắt lóe lên, đột nhiên vừa sải bước ra, hướng về áo đen thanh niên phóng đi. Thằng cờ hó, ngươi làm gì? Áo đen thanh niên hoảng hốt,
điên cuồng lui về phía sau. Cửu Long Đạp Thiên. Lục Minh thi triển ra Cửu Long Đạp Thiên Bộ, liền đạp hai bước, hắn thân hình đột nhiên biến mất, sau một khắc, tự xuất hiện tại áo đen thanh niên cách đó không xa. Mà này lôi kiếp chi vân, đã ở lập tức, xuất hiện tại Lục Minh đỉnh đầu. Lúc này đây, trực tiếp đem áo đen thanh niên bao phủ đi vào. Không, không, không. Áo đen thanh niên sắc mặt cuồng biến, điên rồi đồng dạng kêu to lên. Ầm ầm. Đáp lại hắn đấy, là đầy trời lôi đình. Lúc này đây, khoảng chừng hơn 100 đạo lôi đình, đánh rớt mà xuống. Trong đó, đại đa số đều là bổ về phía áo đen thanh niên đấy, hơn nữa, mỗi một đạo lôi đình, so bổ về phía Lục Minh lôi đình, uy lực mạnh không chỉ gấp 10 lần. A hát, áo đen thanh niên điên cuồng kêu to, kiệt lực chống cự. Nhưng, đem làm từng đạo lôi đình hạ xuống xong, áo đen thanh niên y nguyên bị phách cái sứt đầu mẻ trán, toàn thân không ngừng toát ra sương mù. Này đều là thi khí, bị lôi đình đánh tan đi ra, áo đen thanh niên trong miệng máu tươi cuồng phun, kêu rên liên tục. Ngăn trở. Lúc này đây, Lục Minh không có đơn thuần lại để cho ý cảnh phù văn ngăn cản, mà là cầm trong tay trường thương, bay lên trời, chặn một nửa lôi đình. Phanh, phanh. Đạo đạo lôi đình hạ xuống trên người, Lục Minh cảm giác toàn thân run lên, cơ bắp không ngừng nhúc nhích. Tối chung, thứ sáu luân lôi đình đi qua. Nhưng trên bầu trời mây đen, còn không có có tiêu tán, tựa hồ cuồng nộ vô cùng, tại điên cuồng cuồn cuộn, tựa hồ muốn thi triển toàn bộ lực lượng, đem phía dưới hai cái con sâu cái kiến hủy diệt. Không, không, tại sao có thể như vậy? Vì cái gì còn không có chấm dứt? Ngươi không thể như vậy, ngươi không thể như vậy a hát. Áo đen thanh niên thấy như vậy một màn, quả thực dọa bể mật, phát ra hoảng sợ kêu to. Nhưng, sau một khắc, ầm ầm, lôi đình đáp xuống. Lúc này đây, lôi đình uy lực là trước đó gấp bội. Lục Minh ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Oanh. Sau một khắc, hắn hai chủng huyết mạch toàn bộ bộc phát, phong hỏa ý cảnh cũng bộc phát ra, Lục Minh cầm trong tay trường thương, hướng về từ trên trời giáng xuống lôi đình không ngừng oanh khứ. Oanh, oanh. Mỗi một đạo lôi đình hạ xuống, Lục Minh thân thể đều chấn động mãnh liệt, cơ bắp cốt cách rung rung, giống như là muốn bị xé nứt khai mở. Mà có chút lôi đình bổ vào lôi chi ý cảnh phù văn lên, ý cảnh phù văn điên cuồng vặn vẹo, run run, giống như tùy thời đều sụp đổ ra. Chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Lục Minh trong nội tâm giống to, đem hết toàn lực chống cự. Chân long kích. Lục Minh trường thương đâm ra, nhất đầu tam sắc chân không bay múa mà ra, nhưng bị vài đạo lôi đình bổ một phát, liền trực tiếp tiêu tán ra, sau đó, từng đạo lôi đình bổ vào Lục Minh trên người. Phốc. Lục Minh miệng lớn ho ra máu. Thân thể bị phách hạ xuống đại địa, đem mặt đất đụng nhất cái hố to. Nhưng sau một khắc, Lục Minh chạy ra khỏi hố to, tiếp tục ngăn cản. Oanh, oanh. Lại là vài đạo lôi đình, Lục Minh trên người, đều đã nứt ra một mảnh dài hẹp vết rách, không ngừng có huyết châu thẩm thấu mà ra. Thứ bảy sóng lôi đình quá mạnh mẽ. Lục Minh thảm, nhưng áo đen thanh niên, lại thảm hại hơn. Hắn kêu thảm thiết liên tục, toàn thân toát ra đại lượng sương mù, trong miệng máu tươi cuồng phun. Thân thể ứa ra khói, thân thể thiếu chút nữa bị rách nát rồi, xuất hiện nguyên một đám tiêu vũng hố, huyết nhục mơ hồ. Đằng sau, hắn thân thể thiếu chút nữa chém làm hai đoạn, đều đã nứt ra, thậm chí năng chứng kiến cốt cách nội tạng. Tu luyện tà phái võ học, sợ nhất lôi đình, độ kiếp cũng muốn so mặt khác vũ giả khó khăn rất nhiều, lúc này, tự nhiên thê thảm vô cùng. Bất quá, áo đen thanh niên xác thực cường đại, sinh mệnh lực tràn đầy vô cùng, như vậy đều bị hắn gắng gượng đi qua. Bất quá thương thế, nhưng lại kỳ trọng vô cùng. Thiếu chút nữa tựu vẫn lạc. Đem làm lôi đình tiêu tán thời điểm, hắn dốc sức liều mạng hướng xa xa bay ra, một đạo oán độc vô cùng tiếng la, tại trong thiên địa quanh quẩn. Tiểu tạp chủng, thù này không báo, ta thề không làm người. Thanh âm biến mất, ngươi cũng đi xa. Mà lúc này, trên bầu trời mây đen, rốt cục tán đi rồi, thiên địa khôi phục bình tĩnh. Vù vù, Lục Minh thật dài gọi ra mấy hơi thở. Lôi kiếp, càng đi về phía sau, uy lực càng cường, đến vòng thứ bảy, Lục Minh đã sắp ngăn cản không nổi rồi. Người khác đều là tam luân, ta rõ ràng có bảy luân. Lục Minh cười khổ. Bất quá, chỗ tốt cũng là không cần nói cũng biết đấy, chỉ thấy, Lục Minh ý cảnh phù văn, lập lòe chiếu sáng, như óng ánh tử ngọc. Quan trọng nhất là, hắn ý cảnh phù văn, rõ ràng dài đến hai thốn, đây đã là nhất cấp ý cảnh tiểu thành rồi. Giống nhau tiểu thành vương giả. Ý cảnh tu luyện, cũng mới cảnh giới này mà thôi. Vừa vượt qua lôi kiếp, ý cảnh thì đến được nhất cấp tiểu thành, vẫn bị người khác chứng kiến, cũng không tươi sống ngủ chết.
Cách đó không xa, thật đúng là có một người, cái kia gã đại hán đầu trọc. Lúc này, hắn còn chưa có chết, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Minh, kinh hãi gần chết giống to, làm sao có thể, làm sao có thể. Muốn hắn tu luyện vài thập niên, ý cảnh phù văn vẫn là một tấc trường mà thôi, cùng Lục Minh vừa so sánh với, quả thực ngày đêm khác biệt. Lục Minh mặc kệ đến hắn, hắn khoanh chân mà ngồi, toàn lực vận chuyển chiến long chân quyết. Lúc này, đến cuối cùng mấu chốt khắc đá. Trải qua lôi đình rèn luyện, Lục Minh chân khí trong cơ thể, triệt để chuyển hóa làm chân nguyên, 100% chuyển hóa. Đồng thời, đan điền luồng khí xoáy, điên cuồng xoay tròn, linh khí trong thiên địa, điên cuồng hướng Lục Minh hội tụ mà đi. Nhưng điểm ấy linh khí, là xa xa không đủ đấy. Lục Minh vung tay lên, bốn phía, xuất hiện từng đống cực phẩm linh tinh. Bảo cho ta. Lục Minh cánh tay chấn động, lập tức. Phanh, phanh. Tối thiểu có 2 vạn khối cực phẩm linh tinh bạo nổ tung ra, vô cùng linh khí, mênh mông cuồn cuộn mà ra. Cửu Long huyết mạch há miệng khẽ hấp, cuồn cuộn thiên địa linh khí, bị nuốt vào đi vào. Thiên địa linh khí, không ngừng chuyển hóa làm chân nguyên, Lục Minh trong cơ thể chân nguyên, bắt đầu điên cuồng tăng lên, biến thành hùng hậu lên. Hiện tại, Lục Minh tuy nhiên cảnh giới đột phá, nhưng chân nguyên trong cơ thể lượng, lại không có theo tới, hiện tại, chính là muốn bổ sung chân nguyên lượng. Hơn nữa, Lục Minh tu luyện chính là chiến long chân quyết, đã tu luyện đến tầng thứ 9, chân nguyên hùng hậu vô cùng, cần linh khí, thật sự nhiều lắm. 2 vạn khối cực phẩm linh tinh, rất nhanh tự tiêu hao hết rồi, Lục Minh lại lấy ra 2 vạn khối cực phẩm linh tinh. Tiếp tục điên cuồng thôn phệ luyện hóa. Lục Minh trong cơ thể chân nguyên, không ngừng tăng lên lấy, hắn trên người phát ra khí tức, cũng càng ngày càng hùng hậu. Đây là vương giả khí tức. Cứ như vậy, Lục Minh nuốt hết 2 vạn khối cực phẩm linh tinh, lại lấy ra 2 vạn khối, trước sau, tổng cộng tiến hành 8 lần. Nói cách khác, Lục Minh tổng cộng thôn phệ đã luyện hóa được 16 vạn khối cực phẩm linh tinh. Đây là nhất cái hạng gì khủng bố con số. Cách đó không xa, gã đại hán đầu chọc thiếu chút nữa bị tươi sống hù chết, hắn ánh mắt ngốc trệ, nhìn xem Lục Minh, trong miệng không ngừng truyền ra nói nhỏ, yêu nghiệt, đó là một yêu nghiệt, ta không nên nghe theo Lôi Chi Điện Chủ đầu độc, đối phó như vậy nhất cái yêu nghiệt đó à, Lôi Chi Điện Chủ, hiện tại không có giết chết hắn, người sớm muộn cũng muốn tử, ha ha. Gã đại hán đầu chọc cười to, nửa ngày, khí tức cấp tốc suy yếu xuống dưới, rõ ràng tự như vậy chết. Lúc này, Lục Minh đứng dậy, trong mắt tinh quang lập lòe, lộ ra cảm giác hưng phấn. Võ vương, cái này là võ vương chi cảnh sao? Quá mạnh mẽ, nửa bước vương giả cùng võ vương so với, vậy thì thật là kém cách xa vạn dặm, khó trách, có người nói võ vương phía dưới đều con sâu cái kiến. Lục Minh cảm thụ được trong cơ thể này mênh mông vô cùng chân nguyên, cảm thán không thôi. Hiện tại, hắn chân nguyên, so về trước đó, trọn vẹn mạnh gấp 10 lần. Hơn nữa, là 100% thuần khiết, vận chuyển lại, không hề tối nghĩa. Nhục thể của ta, cũng đạt tới lục phẩm viên mãn rồi. Lục Minh phát hiện, trải qua lôi kiếp rèn luyện, hắn thân thể, thêm gần nhất bộ, đạt tới lục phẩm thân thể viên mãn, còn kém nhất bộ, có thể đạt tới thất phẩm thân thể rồi. Quan trọng nhất là, ý cảnh. Lục Minh cẩn thận cảm ứng, phát hiện trong thức hải, một đạo hai thố lớn lên ý cảnh phù văn, đang lẳng lặng lơ lửng. Lục Minh vươn ra bàn tay, đối với không khí một chảo, lập tức, trong thiên địa lôi đỉnh chi lực, điên cuồng hướng về Lục Minh trong lòng bàn tay hội tụ, trong chớp mắt, tại Lục Minh trong tay, tự xuất hiện một cây hoàn toàn do lôi đỉnh ngưng tụ trường thương. Xì xì, lôi đỉnh lập lòe, trong không khí phát ra một cỗ mùi khét, mà ngay cả không khí, đều bị lôi đỉnh chi lực đốt trọi rồi. Vù, Lục Minh vung tay lên, lôi đỉnh trường thương, hóa thành nhất đạo điện quang, hướng lên trời không bay đi. Trong nháy mắt tự bay ra hố sâu, bay đến trên tầng mây, nổ tung ra. Ầm ầm, trên bầu trời, lôi điện rậm rạp, trải rộng bầu trời. Nhất cấp lôi chi ý cảnh tiểu thành, thật mạnh, quá mạnh mẽ. Lục Minh trong mắt tinh quang chớp liên tục. Nhất cấp ý cảnh tiểu thành, đây chính là tiểu thành vương giả nắm giữ ý cảnh, đương nhiên cường đại rồi. Mà, Lục Minh hiện tại tựu nắm giữ. Ta hiện tại chiến lực, đến cùng rất mạnh đâu này. Đánh bại võ vương nhị trọng vũ giả, có lẽ không thành vấn đề. Lục Minh suy tư. Võ vương cảnh, mỗi một trọng ở giữa chênh lệch, đều phi thường đại, muốn vượt cấp mà chiến, quá khó khăn. Hơn nữa, có thể đột phá võ vương chi cảnh đấy, giống nhau mà nói, ít nhất đều là tam chiến chi tài. Nói cách khác, tùy tiện lôi ra nhất cái võ vương, tại võ tông lúc, hắn đều là tam chiến chi tài.
Những cái chấm kia tại võ tông thời kỳ 4 chiến chi tài, thậm chí 5 chiến chi tài, đột phá võ vương về sau, cũng căn bản làm không được vượt cấp mà chiến. Tối đa ở vào đồng nhất cấp bậc bên trong đến nhân tài kiệt xuất. Đột phá võ vương về sau, cũng năng vượt cấp mà chiến đấy, này tuyệt đối đều là có 102 hiếm thấy yêu nghiệt. Lục Minh hiện tại ở vào võ vương nhất trọng sơ kỳ, bằng vào chiến long chân quyết, còn có 3 loại ý cảnh dung hợp, tại tăng thêm long thần tam tuyệt, hắn tuyệt đối có tự tin, đánh bại, thậm chí chém giết võ vương nhị trọng đỉnh phong vũ giả. Hơn nữa nhất cấp tiểu thành lôi chi ý cảnh, Lục Minh chiến lược, đem càng tăng kinh khủng. Võ vương tam trọng, ta mới có thể đủ một trận chiến a. Lục Minh nói nhỏ. Dù sao, võ vương chi cảnh, đối với Lục Minh mà nói, quá mức lạ lẫm rồi, không có chiến quá, Lục Minh cũng không tốt phán đoán. Nếu là ta bả phong, hỏa ý cảnh toàn bộ ngưng tụ ra ý cảnh phù văn, như vậy, của ta chiến lực mới thật sự là cường. Lục Minh trong mắt, chờ mong vô cùng. Bất quá muốn bả phong, hỏa ý cảnh, đều ngưng tụ thành ý cảnh phù văn, cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm được, cần từng bước một đến. Vù. Sau một khắc, Lục Minh xuất hiện tại gã đại hán đầu chọc trước người. Vung tay lên, đem gã đại hán đầu chọc chữ vật giới chỉ thu hồi, đồng thời nhất cổ cường đại thôn phệ chi lực bộc phát, đem gã đại hán đầu chọc máu huyết cắn nuốt sạch. Thu Trường Không, Tiết Siêu, các ngươi chờ đó cho ta, lúc này đây, không chém giết các ngươi, ta thề không làm người. Một tiếng gầm nhẹ vang lên, Lục Minh thân thể phóng lên trời, hóa thành nhất đạo điện quang, điên cuồng hướng về Vân Đế Sơn Mạch, Liệt Nhật Đế Quốc tiến đến. Hắn một bên chạy đi, một bên luyện hóa gã đại hán đầu chọc máu huyết. Hắn cũng không có hấp thu tinh huyết năng lượng chuyển hóa làm chân nguyên, mà là đem toàn bộ máu huyết chi lực, đều dùng đến để thăng huyết mạch bản thân. Võ vương nhất trọng đỉnh phong vũ giả máu huyết, ẩn chứa huyết mạch tinh hoa, thật sự nồng đậm rồi. Cửu Long huyết mạch điên cuồng luyện hóa, toàn thân huyết lóng lánh, năm đạo màu bạc mạch luân, ngân quang không ngừng lập lòe, cực kỳ sáng chói. Ông! Nửa ngày, Cửu Long huyết mạch trên người lại có một đạo mạch luân thoáng hiện mà ra. Đệ lục đạo màu bạc mạch luân. Vương cấp lục cấp huyết mạch. Cửu Long huyết mạch đệ lục đạo mạch luân, bắt đầu vẫn là nhạt màu bạc, sau đó, nhan sắc không ngừng làm sâu sắc, cuối cùng cùng với khác năm đạo mạch luân đồng dạng, hóa thành sâu màu bạc, mới ngừng lại được. Lúc này, gã đại hán đầu chọc máu huyết tinh hoa, tài tiêu hao hầu như không còn. Một người đầu chọc đại hán máu huyết, tụ lại để cho Lục Minh huyết mạch tăng lên suốt một cái cấp bậc. Này nếu bao nhiêu đến mấy cái, huyết mạch của ta, chẳng phải là năng tăng lên tới vương cấp thất cấp, bát cấp. Lục Minh hưng phấn nghĩ đến, sau đó lắc đầu. Huyết mạch, càng đi về phía sau, càng khó lấy tăng lên. Đặc biệt là vương cấp lục cấp đến vương cấp thất cấp, là một đạo khảm. Có được vương cấp lục cấp huyết mạch không ít người, nhưng có được vương cấp thất cấp huyết mạch đấy, tự ít càng thêm ít rồi. Nhanh, nhanh. Lục Minh toàn lực chạy đi. Bất quá hắn cũng không có bộc phát Cửu Long đạp thiên bộ, bởi vì quá tiêu hao chân nguyên rồi, bất lợi với thời gian dài chạy đi. Dù vậy, Lục Minh tốc độ cũng là nhanh đến cực hạn. Vô tận núi sông, theo Lục Minh dưới thân xẹt qua, Lục Minh giống như là một đạo thiểm điện giống như bay qua bầu trời. Mấy cái võ tông cường giả đang tại bầu trời phi hành, đột nhiên cảm giác được nhất đạo điện quang theo bọn hắn đỉnh đầu lóe lên rồi biến mất. Tùy theo mà đến đấy, là một cổ âm bào âm thanh truyền đến, tái về sau, đúng là cuồng bạo sức lực phong đập vào mặt, đem mấy cái võ tông thiếu chút nữa thổi bay. Thật mạnh, này là vật gì, riêng là phi hành, tự đưa tới khủng bố như vậy uy thế. Một người tuổi còn trẻ một điểm võ tông, sắc mặt đại biến nói. Vương giả, vậy khẳng định là một vương giả tại chạy đi, nhưng lại không phải bình thường vương giả, quá mạnh mẽ. Nhất cái tóc hoa dâm lão giả trầm giọng nói. Mấy người hít sâu một hơi, có chút kính sợ nhìn xem Lục Minh bay qua phương hướng. Nghìn vạn dặm đại địa, tại Lục Minh dưới thân xẹt qua, hắn cấp tốc hướng về Liệt Nhật Đế Quốc mà đi. Nhưng, nơi đây, khoảng cách Liệt Nhật Đế Quốc quá xa rồi, cho dù lấy Lục Minh tốc độ bây giờ, cũng tối thiểu cần 5 ngày đã ngoài thời gian. Liệt Nhật Đế Quốc, Huyền Nguyên Kiếm Phái trong nghị sự đại sảnh, Huyền Nguyên Kiếm Phái cao tầng, Xích Tiêu Cốc cao tầng, còn có Hoa Chỉ bọn người đang ngồi, chỉ là, hào khí đặc biệt ngưng trọng. Bởi vì, ngay tại mấy ngày trước đây, Thập Phương Kiếm Phái đột nhiên phái ra đại quân, hướng Huyền Nguyên Kiếm Phái, Xích Tiêu Cốc bọn hắn địa bàn, phát khởi hung mãnh tiến công. Trong lúc nhất thời, như dễ như trở bàn tay giống như, Huyền Nguyên Kiếm Phái, Hoa Chỉ, Xích Tiêu Cốc liên quân liên tiếp bại lui, căn bản ngăn cản không nổi. Mà mấy thế lực lớn cường giả, cũng tử thương thảm trọng, bất đắc dĩ,
mấy thế lực lớn chỉ có thể không ngừng co rút lại binh lực, không ngừng lui về phía sau. Mấy ngày nay, thập phương kiếm phái quân đội đều nhanh đánh tới huyền nguyên kiếm phái đến rồi. Hiện tại, Xích Tiêu Cốc hoàn toàn bỏ qua sơn môn, toàn bộ viên đi vào huyền nguyên kiếm phái, cộng đồng chống cự thập phương kiếm phái tiến công. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì thập phương kiếm phái binh lực đột nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Xích Tiêu Cốc chủ Lăng Phá Thiên trùng trùng điệp điệp nhất vỗ bàn, giận dữ hét. Chính yếu nhất chính là, thập phương kiếm phái trong quân đội, nhiều ra một cái quân đoàn, tổng cộng 10 vạn người, quá cường đại, mà ngay cả Xích Huyết Lân Lang quân đoàn, đều ngăn cản không nổi. Hoa Chỉ ánh mắt cực kỳ ngưng trọng mà nói. Nghe nói, cái con kia quân đoàn, mà có thêu một vòng mặt trời chiến y, hiện tại đã xác định, đối phương là đến từ Huyết Triệu Đế Quốc Đại Nhật Phủ Thái Dương quân đoàn. Lâm Tuyết Ý thở dài, nói. Lời vừa nói ra, hiện trường hào khí, càng thêm ngưng trọng. Rõ ràng thật là Đại Nhật Phủ Thái Dương quân đoàn, thế nhưng là Đại Nhật Phủ, như thế nào xảy ra binh tương trợ thập phương kiếm phái? Lăng Phá Thiên kêu lên. Có thể làm cho Đại Nhật Phủ xuất binh tương trợ thập phương kiếm phái đấy, chỉ sợ là Thu Trường Không rồi, hắn lấy đế thiên thần vệ thân phận ra mặt, Đại Nhật Phủ không thể không nể tình. Lâm Tuyết Ý mày nhíu lại chặt hơn. Thu Trường Không, hắn làm sao dám? Chẳng lẽ không sợ Lục Minh? Nói đến đây, Lăng Phá Thiên dừng lại. Trong mắt hiện lên dự cảm bất hảo. Những người khác cũng giống như thế. Thu Trường không dám động tay, chẳng lẽ Lục Minh đã xảy ra chuyện gì sao? Sẽ không đâu, Lục Huynh ngút trời kỳ tài, há có thể dễ dàng như vậy gặp chuyện không may. Hoa Chỉ lắc đầu, khó có thể tin. Nhưng, hào khí y nguyên ngưng trọng, bọn họ tuy nhiên không muốn tin tưởng, nhưng, Thu Trường không soái quân đánh, nhưng lại sự thật. Bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải giữ vững vị trí. Lâm Tuyết Ý cắn răng nói. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh, bối rối chạy vào, kêu lên, không tốt rồi, trưởng môn, thập phương kiếm phái trưởng môn Thu Vô Dương xuất lĩnh nhất chi tinh binh, đã sát đến sơn môn bên ngoài rồi. Cái gì, nhanh như vậy? Trong đại điện, tất cả mọi người kinh hãi. Triệu tập tất cả mọi người, tùy ta ngăn địch. Lâm Tuyết Ý giống to, sau đó, tất cả mọi người hướng về sơn môn mà đi. Đem làm bọn hắn đi vào huyền nguyên kiếm phái sơn môn thời điểm. Lại chứng kiến, huyền nguyên kiếm phái bên ngoài, tinh kỳ phấp phới, mênh mông đều là đại quân. Đại quân, chia làm hai nhóm. Một đám, toàn bộ người mặc màu vàng kim óng ánh chiến giáp, khố hạ cưỡi đấy, là màu vàng kim óng ánh sư tử mạnh mẽ, như vòng tròn quay liên tục màu vàng mặt trời nhỏ. Tối thiểu có 10 vạn đại quân. Thái Dương quân đoàn, đây là Đại Nhật Phủ Thái Dương quân đoàn. Mà ở Thái Dương quân đoàn hơi nghiêng, là thành từng mảnh mặc chiến giáp quân đoàn. Này nhất chi quân đoàn là thập phương kiếm phái tinh nhuệ nhất đại quân, ước chừng cũng có 10 vạn người. Hai chi quân đoàn, cộng lại chừng 20 vạn, rậm rạp chằng chịt, phô thiên cái địa, khí thế mạnh, lại để cho huyền nguyên kiếm phái rất nhiều đệ tử mồ hôi lạnh chảy ròng. Thập phương kiếm phái, đúng là lấy này hai chi tinh nhuệ quân đoàn, đột phá mà đến, bất ngờ sát đến huyền nguyên kiếm phái trước đó. Vù! Đem làm Lâm Tuyết Ý bọn hắn lúc đi ra, thập phương kiếm phái trong đại quân, lao ra một đạo thân ảnh. Lập vào hư không, khí thế như cầu vồng. Là Thu Vô Dương, thập phương kiếm phái trưởng môn. Lâm Tuyết Ý, hôm nay, các ngươi đã đường cùng tận thế, tranh thủ thời gian đầu hàng đi, đầu hàng, có lẽ có thể lưu ngươi một mạng. Thu Vô Dương đứng chắp tay, hăng hái, khinh miệt nhìn xem Lâm Tuyết Ý. Vù! Lâm Tuyết Ý nhất bộ bước ra, cũng lơ lửng ở trên hư không, cùng Thu Vô Dương tương đối mà đứng. Thu Vô Dương, ngươi bất quá là mượn nhờ ngoại lực, tính toán không được cái gì bổn sự. Lâm Tuyết Ý âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, Lâm Tuyết Ý, ngươi thật đúng là ngây thơ, được làm vua thua làm giặc, đạo lý này, ngươi đến bây giờ cũng không hiểu, thật sự là du mộc đầu, khó trách ngươi đến thất bại. Thu Vô Dương đắc ý cười to. Lâm Tuyết Ý lại không có xem hắn, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Thái Dương quân đoàn, liền ôm quyền, nói, Đại Nhật Phủ chư vị, ta huyền nguyên kiếm phái, chưa bao giờ đắc tội Đại Nhật Phủ, vì cái gì điều động đại quân vây công tại chúng ta. Ha ha, một có đắc tội chúng ta Đại Nhật Phủ. Thật sự là buồn cười. Thái Dương quân đoàn bên trong, bay ra ba đạo thân ảnh, từng cái đều mặc hoàng kim chiến giáp, khí thế hùng hậu đến cực điểm. Ba người này, rõ ràng toàn bộ đều là nửa bước vương giả cấp bậc cường giả. Trung tâm một vị, là nhất cái thân cao 2 mét đã ngoài đại hán, khôi ngô đến cực điểm, mới vừa nói lời nói đúng là đại hán này. Hắn lạnh mắt thấy Lâm Tuyết Ý, nói, ngươi huyền nguyên kiếm phái, cùng ta Đại Nhật Phủ sớm có thù cũ, chỉ là ngươi không biết mà thôi.
Hắn nói thù cũ, là chỉ Lục Minh cùng Dương Lục Cực sự tình, Lâm Tuyết Ý tự nhiên không biết, vẻ mặt ngạc nhiên. Khôi Ngô Đại Hán cười lạnh, tiếp tục nói, hơn nữa, cho dù một có thù cũ, các ngươi cũng nên bị diệt, ai gọi các ngươi đắc tội Đế Thiên Thần Vệ bên trong đích thiên tài đâu này. Đế Thiên Thần Vệ, quả nhiên là Đế Thiên Thần Vệ, Thu Trường Không, phải hay là không ngươi? Lúc này, Lăng Phá Thiên bay lên không trung, đứng tại Lâm Tuyết Ý bên người, lớn tiếng kêu lên. Ha ha, đúng là ta. Lúc này, Thập Phương Kiếm Phái trong đại quân, một đạo thân ảnh bay ra, đúng là Thu Trường Không. Thu Trường Không ánh mắt xâm lãnh, cười to nói, Lâm Tuyết Ý, Lăng Phá Thiên, Liệt Nhật Đế Quốc, lẽ ra thống nhất, các ngươi gian ngoan mất linh, quả thực là tự chịu diệt vong. Thu Trường Không, người thân là Đế Thiên Thần Vệ, rõ ràng vận dụng tư quyền, điều động đế quốc khác đại quân, khơi mào đại chiến, ngươi đây là có vi phạm Đế Thiên Thần Cung quy định, nếu là truy cứu tới, ngươi tránh khỏi trách phạt. Lâm Tuyết Ý nói, truy cứu, ha ha, buồn cười, chỉ bằng các ngươi sao, tự coi như các ngươi đến Đế Thiên Thần Cung mà tố giác ta, ai đến nghe các ngươi đấy, ai đến bởi vì các ngươi chính là nhất cái tiểu đế quốc con sâu cái kiến, truy cứu ta cái này như mặt trời ban chưa đích thiên tài Đế Thiên Thần Vệ. Quả thực buồn cười. Thu Trường Không cười to, không có sợ hãi. Đáng giận. Lâm Tuyết Ý, Lăng Phá Thiên, còn có những người khác, đều cắn chặt hàm răng, nộ khí trùng thiên. Nhưng trong nội tâm, lại rất bất đắc dĩ. Bọn hắn minh bạch, Thu Trường Không nói không sai, chỉ bằng bọn hắn, chính là mấy cái tiểu đế quốc nửa bước vương giả, tại Đế Thiên Thần Cung trong mắt, căn bản không có chút nào sức nặng, cho dù mà tố giác, cũng không có ai sẽ đi để ý tới bọn hắn. Thu Trường Không, ngươi không muốn hung hăng càn quấy, Lục Minh chính là Đông Thiên Thần Vệ, chuyện này nếu cho hắn biết, hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Huyền Nguyên Kiếm Phái Sơn Môn trên ngọn núi, Hoa Chỉ kêu to. Lục Minh, hắc hắc, ngươi khuyên các ngươi vẫn là không muốn mong mỏi Lục Minh rồi, hắn hiện tại, đoán chừng đã sớm gặp Diêm Vương đi. Thu Trường Không cười lạnh nói. Không có khả năng, Thu Trường Không, ngươi hắn này là tại nói láo, Lục Minh làm sao có thể sẽ có sự tình. Ngươi đều không chết, Lục Minh làm sao có thể sẽ chết? Hoa Trì kêu to lên. Hoa Trì! Thu Trường Không hét lớn một tiếng, trên người bộc phát ra sát khí lạnh như băng, trên người toát ra giống như núi cao khí tức, khủng bố đến cực điểm. Nửa bước vương giả, ngươi! Ngươi rõ ràng đạt tới nửa bước vương giả chi cảnh rồi hả? Lâm Tuyết Ý không thể tưởng tượng nổi kêu to lên. Giờ phút này, Thu Trường Không phát ra khí tức, quả thật là nửa bước vương giả khí tức. Xem ra, trong khoảng thời gian này, Thu Trường Không đích tu vi cũng đã nhận được nhảy vọt tiến bộ, tu vi đột phá đến võ tông cửu trọng đỉnh phong, tăng thêm lĩnh mộ một tia lôi chi ý cảnh, hắn xác thực là nửa bước vương giả cảnh giới. Lăng Phá Thiên, Hoa Trì, Thượng Quan Minh, Viêm Tuyền Đẳng Nhân, sắc mặt đều biến thành vô cùng khó coi. Lúc này mới bao lâu, Thu Trường Không đích tu vi, rõ ràng thì đến được nửa bước vương giả cảnh giới, thật sự đáng sợ. Thu Trường Không cười lạnh, dương dương đắc ý. Như bao quát chỉ như con sâu cái kiến nhìn xem Lâm Tuyết Ý đẳng nhân, cuối cùng nhìn về phía Hoa Trì, quát lạnh nói, Hoa Trì, ngươi thật to gan, ta chính là Đế Thiên Thần Vệ, ngươi nhất cái vong quốc hoàng tử, cũng dám mắng ta, quả thực muốn chết, hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống, trước mặt mọi người hướng ta dập đầu nhận lầm, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng chó. Sĩ khả sát bất khả nhục, giết thì giết đại đi, đừng có mà làm nhục Thu Trường Không, có bản lĩnh, ngươi liền giết ta. Muốn ta quỳ xuống nhận lầm, tuyệt không khả năng. Hoa Trì quát lạnh nói, nhất chút mặt mũi cũng không để cho Thu Trường Không. Muốn chết. Thu Trường Không ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay như kiếm, một trường chém ra. Xíu, yêu yêu. Nhất đạo lôi điện chi kiếm, lập tức vượt qua hư không, hướng về Hoa Trì chém tới. Nhanh, nhanh đến không cách nào hình dung, Lâm Tuyết Ý, Lăng Phá Thiên đẳng nhân muốn cứu viện, đã không còn kịp rồi. Bát Hoàng Tử, coi chừng. Tại Hoa Trì bên người, đột nhiên lao ra một đạo già nua thân ảnh, trên người dâng lên mênh mông cuồn cuộn khí tức, chém ra nhất đạo ánh đao. Nhưng này đạo ánh đao, tại Thu Trường Không đích kiếm quang xuống, như đậu hủ giống nhau rách nát rồi. Phốc, huyết quang tóe hiện, cái này già nua thân ảnh, bị Thu Trường Không đích kiếm quang trẻ thành hai nửa. Hoàng gia gia, Hoa Trì phát ra kinh thiên động địa gào thét. Cái này ngăn tại Hoa Trì trước người đấy. Là hoàng thất cuối cùng một vị lão hoàng thúc, cuối cùng một vị võ tông cửu trọng cường giả, tựu như vậy chết. Lão hoàng thúc, vẫn đứng tại Hoa Trì bên người, tài có thể bằng lúc ra tay, cứu Hoa Trì một mạng. A hát, Thu Trường Không, ta cùng ngươi không chết không ngớt. Hoa Trì hai mắt đỏ bừng, gắt gao chằm chằm vào Thu Trường Không nói. Chỉ bằng ngươi,
con sâu cái kiến thứ đồ tầm thường, cũng muốn cùng ta không chết không ngớt, chết đi. Thu trường không quát lạnh, lại là một đạo kiếm quang chém ra. Khanh! Lúc này đây, Lâm Tuyết Ý đã có chuẩn bị, trên người khí tức tăng vọt, một đạo kiếm quang, bảo trảm mà ra, hướng về Thu trường không đích kiếm quang chém tới. Oanh! Một tiếng kinh thiên nổ vang, sau đó, một đạo thân ảnh cuồng lui. Là Lâm Tuyết Ý, giờ phút này, hắn toàn thân run rẩy, mọi người thấy đến, Lâm Tuyết Ý trước ngực, có nhất đầu thật sâu vết thương, máu tươi chảy ròng. Tí ti! Một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Mọi người khiếp sợ nhìn xem Thu trường không. Lâm Tuyết Ý, đường đường huyền nguyên kiếm phái trưởng môn, nửa bước vương giả, rõ ràng bị Thu trường không một chiêu kích thương. Hơn nữa, Thu trường không thoạt nhìn, căn bản không có sử dụng toàn lực. Thu trường không đích chiến lực, này cũng quá kinh khủng a. Huyền nguyên kiếm phái bên này, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi là nửa bước vương giả, có thể ngăn cản ta cho ngươi biết. Đồng dạng nửa bước vương giả, ngươi ở trước mặt ta, đúng là con sâu cái kiến. Thu trường không dưới cao nhìn xuống, bao quát Lâm Tuyết Ý, khí diễm hung hăng cản quấy cực kỳ. Lâm Tuyết Ý sắc mặt vô cùng khó coi, thân hình cấp tốc lui về phía sau, đồng thời, Lang Phá Thiên cũng đi theo Lâm Tuyết Ý, hai người cùng một chỗ lui về sơn môn chỗ. Mở ra hộ tông đại trận. Lâm Tuyết Ý hét lớn. Ông, theo Lâm Tuyết Ý thanh âm truyền ra, huyền nguyên kiếm phái Kỳ Lân Phong, Thanh Long Phong, Chu Tước Phong, Huyền Vũ Phong, Bạch Hổ Phong, năm tòa đại phong, phát ra rất nhỏ chấn động, sau đó từng người lao ra một đạo sáng chói đến cực điểm, đại như núi hào quang. Năm đạo quang mang hội tụ, hình thành nhất cái cực lớn vô cùng màn sáng đại trận, đem huyền nguyên kiếm phái toàn bộ bao phủ đi vào. Trong đại trận, vô cùng kiếm khí chạy, thủ hộ huyền nguyên kiếm phái. Này tòa đại trận, từng tại huyền nguyên kiếm phái đại chiến thời điểm, bị Đoan Mộc gia tộc từ bên trong phá hư. Hiện tại đã hoàn toàn chữa trị, thậm chí uy lực so trước kia càng mạnh hơn nữa. Hừ, muốn ngăn cản ta, nằm mơ. Thu trường không hừ lạnh, huyết mạch hiện hiện mà ra, đồng thời, hắn trong tay xuất hiện một bả lóe ra lôi đỉnh chiến kiếm. Chảm! Thu trường không hét lớn một tiếng, chiến kiếm bảo chảm mà ra, một đạo sáng chói vô cùng lôi đỉnh kiếm khí, hướng về huyền nguyên kiếm phái hộ tông đại trận chém tới. Ông! Huyền nguyên kiếm phái hộ tông đại trận có chút run lên. Hào quang lập lòe tầm đó, hình thành một bả đại như núi kiếm quang, phi đi ra ngoài, cùng Thu trường không đích kiếm khi oanh cùng một chỗ. Một tiếng cực lớn nổ vang, hai đạo kiếm quang biến mất vô tung. Huyền nguyên kiếm phái lên, mọi người thở phào một hơi, yên lòng, có hộ tông đại trận tại, xem ra đối phương nhất thời bán hồi muốn công phá, cũng không dễ dàng như vậy. Đáng giận, Thu trường không gào thét, muốn tiếp tục công kích. Sư đệ, để cho ta tới à. Lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên, sau đó, Tiết Siêu chắp hai tay sau lưng, từng bước một đạp không mà ra, xuất hiện tại Thu trường không trước người. Sư huynh, có người ra tay, vậy thì thật tốt quá. Thu trường không lộ ra đại hỉ chi sắc. Ân. Tiết Siêu gật gật đầu, lập tức ánh mắt chuyển hướng huyền nguyên kiếm phái, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt khinh thường, nói chính là tiểu trận, tiểu hài tử quá mọi nhà đồ chơi, có thể ngăn ở ai. Nói xong, Tiết Siêu lại nhất bộ bước ra. Xuất hiện tại huyền nguyên kiếm phái trên không, bao quát cả tòa huyền nguyên kiếm phái. Người này, là ai? Lâm Tuyết Ý đẳng nhân trong mắt, lộ ra một tia lo lắng. Oanh! Đúng lúc này, Tiết Siêu khí tức, không có chút nào thu liễm, hoàn toàn bạo phát. Một cỗ đại quy mô, khủng bố vô cùng khí tức, tràn ngập cả tòa huyền nguyên kiếm phái. Lâm Tuyết Ý này một ít nửa bước vương giả, nhất cảm ứng được cổ hơi thở này, sắc mặt cuồng biến, thoáng cái biến thành trắng bệch vô cùng. Vương giả, đây là vương giả khí tức, đây là một vương giả. Lâm Tuyết Ý kinh hãi giống to mà bắt đầu, trong ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Tại sao có thể như vậy? Đế thiên thần vệ liền vương giả đều xuất động. Lang Phá Thiên cũng giống to lên. Cái gì, đây là một vương giả? Trời ạ, còn trẻ như vậy vương giả. Đã xong, chúng ta đã xong. Huyền nguyên kiếm phái ở bên trong, vang lên một mảnh kinh thiên tiếng động lớn rầm rĩ âm thanh. Vô số đạo kinh hãi ánh mắt, nhìn về phía không trung Tiết Siêu. Chứng kiến huyền nguyên kiếm phái người trong biểu lộ, Tiết Siêu chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu, trong nội tâm thoải mái đến không được. Loại này kính sợ biểu lộ, hắn rất ưa thích rồi. Chính là tiểu trận, phá cho ta. Tiết Siêu quát lạnh, vung tay lên, trong thiên địa vô cùng lôi điện chi lực hướng về Tiết Siêu hội tụ mà đi. Một thanh dài đến ngàn mét lôi điện cự kiếm, trống rỗng hình thành, lập tức, hướng về huyền nguyên kiếm phái bảo trảm mà xuống.
thúc giục đại trận, toàn lực chống cự. Lâm Tuyết Ý điên cuồng hét lên. Ông, hộ tông đại trận kịch liệt chấn động, vô cùng hào quang hội tụ, hình thành một bả kinh thiên cự kiếm, hướng về Tiết Siêu chém ra lôi đỉnh cự kiếm oanh khứ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nhưng lúc này đây, huyền nguyên kiếm phái hộ tông đại trận ngưng tụ cự kiếm, lập tức tiểu chạy bại rồi. Mà lôi đỉnh cự kiếm không ngừng, trùng trùng điệp điệp chạm tại huyền nguyên kiếm phái hộ tông đại trận thượng. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, huyền nguyên kiếm phái hộ tông đại trận trực tiếp sụp đổ ra. Phanh, phanh, liên tục năm thắng nổ vang, xuất hiện tại Kỳ Lân Phong các loại năm tòa đại trên đỉnh, bụi mù tràn ngập, kêu rên liên tục. Đây là hộ tông đại trận trận cơ nổ tung ra, những cái chấm kia điều khiển đại trận ngươi, không chết tức thương. Huyền nguyên kiếm phái lên, vô số người trợn mắt há hốc mồm, sợ hãi vô cùng nhìn xem Tiết Siêu. Trời ạ, hộ tông đại trận phá, bị một chiêu kích phá. Như thế nào đến mạnh như vậy? Cái này là vương giả lực lượng sao? Vô số người phát ra kinh hãi kêu to. Lâm Tuyết Ý, Lang Phá Thiên, Hoa Trì Đẳng Nhân, nhìn về phía Tiết Siêu, trong ánh mắt cũng đầy là hoảng sợ chi ý. Quá mạnh mẽ, bọn họ tại loại lực lượng này trước mặt, đúng là con sâu cái kiến. Không chỉ có là bọn hắn, coi như là Thu Vô Dương, Thái Dương quân đoàn cường giả, nhìn về phía Tiết Siêu, trong mắt cũng đầy là vẻ kính sợ. Vương giả, đã vượt ra khỏi thường nhân phạm trù rồi. Ha ha ha, cái gì phá trận, liền sư huynh của ta một chiêu đều ngăn cản không nổi. Thu Trường Không cười to. Hết thảy mọi người nghe, chuẩn bị một trận chiến. Lâm Tuyết Ý giống to. Đến một bước này, có thể làm gì, chỉ có một trận chiến mà thôi. Hừ, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn cùng ta một trận chiến, cũng không đủ ta giết, như vậy đi, ta cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần đầu hàng đấy, ta liền bỏ qua cho hắn tánh mạng, như thế nào đây? Có ai muốn đầu hàng được sao? Tiết Siêu cười lạnh, ánh mắt nhìn quét cả tòa huyền nguyên kiếm phái. Có ít người ánh mắt lập tức lóe lên, hiển nhiên là động tâm. Huyền nguyên kiếm phái ngươi nghe, chúng ta thả rằng ngọc nát, không làm ngói lành, nếu là đầu hàng, đem rơi vào ngàn thế bêu danh, ta, cận kề cái chết không hàng. Lâm Tuyết Ý giống to. Ta Xích Tiêu Cốc ngươi, cũng cận kề cái chết không hàng. Lang Phá Thiên cũng giống to. Ta Hoàng Thất Chi Nhân, tuyệt sẽ không đầu hàng. Hoa Chỉ cũng kêu lên. Ha ha, tốt, rất tốt, đã như vậy, ta cho các ngươi mấy ngày thời gian cân nhắc, nếu muốn đầu hàng đấy, đại có thể ra tới tìm ta, như thời gian vừa đến, cũng không đầu hàng đấy, giết không tha. Nói đến câu nói sau cùng, Tiết Siêu trên người, bộc phát ra khủng bố sát cơ, bao phủ toàn trường, rất nhiều người giật nảy mình đánh lạnh run. Đem chọn tòa huyền nguyên kiếm phái vây quanh, không muốn để cho chạy một người. Tiết Siêu đối với Thu Vô Dương phân phó nói. Vâng, là. Thu Vô Dương liền vội vàng gật đầu. Sau đó, Tiết Siêu quay người, đi vào Thu Trường Không bên cạnh. Lục Minh nếu thật chưa chết, biết rõ tin tức, chắc chắn chạy đến, chúng ta tựu cho Lục Minh mấy ngày thời gian, lại để cho hắn đi tìm cái chết. Tiết Siêu nói khẽ với Thu Trường Không nói. Sư huynh anh Minh, có sư tôn an bài, như Lục Minh chưa chết chạy đến, đó cũng là chỉ còn đường chết, ha ha, ta ngược lại thật sự hy vọng hắn chưa chết, năng chạy tới, đến lúc đó ở trước mặt hắn, chém giết hắn thân bằng hảo hiếu, lại để cho hắn hối hận đắc tội ta. Thu Trường Không nghiến răng nghiến lợi đảo trên mặt tràn đầy âm lãnh vẻ oán độc. Bọn hắn hiện tại đối với huyền nguyên kiếm phái vây mà không giết, mục đích chính là muốn các loại Lục Minh đến đây. Hơn nữa, Tiết Siêu cùng Thu Trường Không, đối với Lục Minh thật sự là vừa hận vừa sợ, không chứng minh là đúng Lục Minh đã bị chết, bọn họ trong nội tâm khó có thể bình an. Ầm ầm, Thái Dương quân đoàn cùng Thập Phương kiếm phái quân đoàn, phân bố ra, đem huyền nguyên kiếm phái bao bọc vây quanh. Tiết Siêu vung tay lên, lập tức, xuất hiện một chương ngọc bàn, mấy chương ngọc ghế dựa. Cái bàn đều lơ lửng trên không trung, Tiết Siêu tùy ý ngồi ở trên một cái ghế. Thu Trường Không lập tức lấy ra một bình rượu ngon, cho Tiết Siêu châm lên, mình cũng rót một chén, cùng Tiết Siêu vừa uống rượu, một bên cùng đợi. Lâm Tuyết Ý đẳng nhân sắc mặt khó coi vô cùng. Đối phương đây là muốn đánh tâm lý chiến, bức bách có chút tâm trí không kiên ngươi đầu hàng, đây là muốn vũ nhục chúng ta. Hoa Chỉ trầm giọng nói. Đối phương, có được võ vương cường giả, rõ ràng có thể đơn giản nghiền áp bọn hắn, nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác không động thủ, tại bọn hắn xem ra, đây là muốn vũ nhục bọn hắn. Ai? Lâm Tuyết Ý thở dài một tiếng, cho dù biết rõ, lại có thể thế nào đâu này. Thực lực không bằng người ta. Thủ vững cương vị, yên lặng theo dõi kỳ biến.
Lâm Tuyết Ý phân phó xuống dưới. Mà hắn, tắc thì khoanh chân ngồi trên sơn môn trước, chằm chằm vào Thu Trường Không đẳng nhân. Sau đó, Lang Phá Thiên, Hoa Chỉ các loại mấy phương cao tầng, cũng khoanh chân ngồi trên sơn môn. Nhớ kỹ, muốn mạng sống đấy, chạy nhanh đầu hàng, chờ ta cải biến chú ý, khi đó, đã muộn. Tiết Siêu uống rượu, âm thanh lạnh như băng truyền khắp Huyền Nguyên kiếm phái. Huyền Nguyên kiếm phái ở bên trong, vô số người lóe ra đủ loại biểu lộ. Có ít người, lòng đầy căm phẫn, thấy chết không sờn. Có ít người, ánh mắt lập lòe, rời rạc bất định. Thời gian, chậm chậm đích đi qua rồi, Huyền Nguyên kiếm phái ở bên trong, hào khí càng ngày càng áp lực. Ta đầu hàng, ta tuyển lấy đầu hàng. Đột nhiên, chân núi, có người chạy ra ngoài, lớn tiếng kêu lên. Một người trung niên đại hán, điên cuồng hướng về bên ngoài chạy tới. Là Bạch Hổ Viện nhất cái chấp sự, đáng chết, cùng Đoan Mộc gia tộc lăn lộn lâu rồi, quả nhiên đều là phản đồ. Nhất cái áo bào màu vàng Trường lão gào thét. Ha ha ha, tốt, đầu hàng không giết, Thu Trưởng môn, an bài tốt, hắn sau này sẽ là các ngươi thập phương kiếm phái ngươi rồi. Tiết Siêu cười to nói. Vâng. Thu Vô Dương liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Ta cũng đầu hàng. Ta cũng muốn đầu hàng. Lúc này, có nhiều người hơn kêu to lên, hướng về bên ngoài chạy tới, khoảng chừng mười mấy người. Phản đồ, chết tiệt phản đồ. Có người gào thét. Mọi người nhìn ra, những người này, nguyên bản đều là Bạch Hổ Viện ngươi. Những người này đi cũng tốt. Lâm Tuyết Y nói. Sau đó, mọi người trầm mặc xuống dưới. Chỉ là, Huyền Nguyên kiếm phái ở bên trong, hào khí càng thêm bị đè nén. Ngày đầu tiên, cứ như vậy đi qua, ngoại trừ này 10 cái nguyên Bạch Hổ Viện đầu hàng ngươi, không có tiếp tục những người khác đầu hàng. Đến đệ nhị thiên, nhân tâm, càng thêm bất ổn rồi. Có ít người tâm, càng ngày càng nôn nóng, như vậy cũng tốt so đang đợi tử, ai có thể chịu được. Lâm Tuyết Ý bọn hắn mặc dù biết, nhưng cũng không có biện pháp. Ngày thứ ba, ta đầu hàng. Ta muốn đầu hàng. Ngày thứ ba thời điểm, rốt cục lại có ngươi kêu to chạy ra khỏi Huyền Nguyên kiếm phái. Lúc này đây, không giới hạn trong Bạch Hổ Viện rồi, mà ngay cả mặt khác đại viện, cũng bắt đầu có ngươi chạy ra khỏi Huyền Nguyên kiếm phái rồi. Có Thanh Đồng cấp đệ tử, cũng có Bạch Ngân cấp đệ tử, thậm chí còn có Trường lão. Ai? Lâm Tuyết Ý thở dài, giống như lập tức già nua không ít. Thời gian nhoáng một cái, đi tới ngày thứ tư. Ngày thứ tư, đầu hàng nhân số, đột nhiên bộc phát, sâu sắc gia tăng lên. Ta đầu hàng. Kêu to đầu hàng ngươi, nối thành một mảnh. Khoảng chừng mấy ngàn người nhiều. Có Huyền Nguyên kiếm phái đấy, cũng có Xích Tiêu cốc cùng người của Hoàng Thất. Đáng chết, phản đồ, chết tiệt phản đồ. Lang Phá Thiên nổi trận lôi đình, hận không thể lao ra giết những cái chấm kia đầu hàng chi nhân. Nhưng, đầu hàng ngươi y nguyên tại tăng nhiều. Ngày thứ tư, có gần 4.000 người đầu hàng. Ngày thứ năm thời điểm, đầu hàng ít người đi một tí, nhưng là có nhất ngàn người tả hữu. Ngày thứ sáu đã đến thời điểm, Tiết Siêu đột nhiên trùng trùng điệp điệp nhất vỗ bàn. Đã qua 5 ngày nhiều hơn, Lục Minh còn chưa tới, theo ta thấy, Lục Minh đã bị chết. Tiết Siêu nói, sư huynh, sao không đợi lát nữa vài ngày, vạn nhất Lục Minh không chết đâu này. Thu Trường Không nói, hắn đối với Lục Minh, là đánh đáy lòng kiêng kỵ. Sư đệ, sợ cái gì? Động thủ trước, đem bọn hắn toàn bộ nắm bắt, đợi lát nữa không muộn. Tiết Siêu nói, này, được rồi, tựu theo như sư huynh phương pháp xử lý. Thu Trường Không gật đầu nói, vù. Tiết Siêu đứng dậy, nhất bộ về phía trước bước ra. Oanh. Lúc này, Lâm Tuyết Ý đột nhiên đứng dậy, trên người bộc phát ra cường đại khí tức, nói, ai cùng ta cùng một chỗ đón địch. Ta. Lang Phá Thiên giống to. Ta. Còn có ta, Thượng Quan Minh, Viêm Tuyền, còn có Huyền Nguyên kiếm phái cùng Xích Tiêu cốc mặt khác hai cái nửa bước vương giả, tăng thêm một ít áo bào màu vàng Trường lão, nhao nhao lên tiếng, khí tức bộc phát, hội tụ cùng một chỗ, quấy phong vân. Giống. Một tiếng gầm nhẹ, một đạo thân ảnh cao lớn xuất hiện tại Lâm Tuyết Ý đẳng nhân bên cạnh, nhưng lại kim nhãn huyết cương. Ha ha, chính là mấy cái nửa bước vương giả, còn có một chút nửa bước vương giả cũng không phải con sâu cái kiến, cũng muốn đánh với ta một trận. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, quả thực muốn chết. Tiết Siêu cười lạnh không thôi. Ngươi một con chó thứ đồ tầm thường, cũng dám tiến công Huyền Nguyên kiếm phái, càng thêm không biết tự lượng sức mình, muốn chết. Tại Tiết Siêu tiếng nói hạ xuống xong, mặt khác một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên. Nghe thế đạo thanh âm, Tiết Siêu, Thu Trường Không đích thân thể chấn động mãnh liệt,
nghẹn ngào kinh hô, Lục Minh. Mà Lâm Tuyết Ý, Hoa Trì Đẳng Nhân, cũng là thân thể chấn động mãnh liệt, hét lớn, Lục Minh, là Lục Minh. Mọi người không khỏi hướng thanh âm nguồn gốc chỗ nhìn lại. Xa xa trên bầu trời, một đạo thiểm điện lóe lên rồi biến mất, hướng về bên này bay tới. Quá là nhanh, thật sự quá là nhanh. Thượng trong nháy mắt, vẫn còn tối thiểu hơn 10 dặm bên ngoài, nháy mắt sau đó, là đến phụ cận rồi. Điện quang lóe lên, ở trên không, xuất hiện một đạo tuấn tú thân ảnh, không phải Lục Minh, lại có thể là ai. Cũng may, chạy tới. Lục Minh ánh mắt quét qua, lập tức yên lòng. Này năm ngày, hắn không ngủ không nghỉ, điên cuồng chạy đi, rốt cục chạy tới. Lục Minh, ngươi như thế nào một người đến rồi, đối phương có vương giả, ngươi tranh thủ thời gian rời khỏi, đem chuyện này bẩm báo Đế Thiên Thần Cung tầng trên. Lâm Tuyết Ý vội vàng kêu lên. Đúng vậy, Lục Minh, ngươi đi mau, bọn họ thân là Đế Thiên Thần Vệ, rõ ràng lạm dụng tư quyền, điều động huyết triệu đế quốc quân đoàn, đây là có vi phạm Đế Thiên Thần Cung quy định đấy, ngươi chỉ muốn bẩm báo đi lên. Lượng bọn hắn không dám làm gì được chúng ta. Hoa Trì cũng kêu lên. Đối phương có vương giả, Lục Minh căn bản không thể nào là đối thủ, vẫn là đi trước, hướng Đế Thiên Thần Cung bẩm báo tình huống mới là thượng sách. Lục Minh chính là Đông Thiên Thần Vệ, địa vị không phải bọn hắn năng so đấy, chỉ cần hắn mà bẩm báo tình huống, Đế Thiên Thần Cung cao tầng nhất định sẽ coi trọng đấy. Không sao. Lục Minh có chút phất tay chúi xuống, Lâm Tuyết Ý đẳng nhân yên tĩnh trở lại. Trong lúc vô hình, Lục Minh tại Lâm Tuyết Ý bọn hắn trong nội tâm, đã có lớn lao hy vọng rồi. Lập tức, Lục Minh nhìn về phía Thu Trường Không cùng Tiết Siêu, âm thanh lạnh lùng nói, hai người các ngươi cay điểu, tin rằng ngươi nhóm cũng không có lá gan lớn như vậy, là các ngươi sau lưng cái kia lão cẩu sai xử các ngươi tới a. Hết tập 32.